Chương 441, Kinh ngạc Liễu Tuấn vừa mở miệng là khiến cho cô phục vụ dở khóc dở cười. Tiên sinh, xin lỗi, đây là câu lạc bộ số 1 chứ không phải là khách sạn. Cô gái phục vụ nhìn thấy dáng vẻ đường hoàng của hai người này, cũng không dám sơ suất, mỉm cười giải thích, câu lạc bộ đêm lại không thể có đồ ăn cho khách sao. Không đợi Liễu Tuấn mở lời, Bạch Dương liền hỏi vặn lại, đừng xem cô ấy vừa mới còn đang chất vấn Liễu Tuấn vì sao lại đến câu lạc bộ đêm ăn cơm. Lần này thì dứt khoát, quả quyết, thái độ lập tức quay 180 độ, thức ăn thì có, đều là đồ uống như nước, rượu, với cả món ăn nhẹ, không có cơm, cô phục vụ nói, Liễu Tuấn sững người một lúc, ký ức từ kiếp trước ập đến, nhớ đến hồi làm việc ở vùng duyên hải, không nói đến câu lạc bộ đêm nay cả những nơi massage chân đều phục thức ăn, có lẽ ngành giải trí trước mắt chưa phát triển cao như ở đời sau. Như thế này đi, đồ uống, món ăn nhẹ cô mang đến đây cho tôi trụ thì khỏi đi. Ngoài ra nhờ cô đến khách sạn gần đây gọi cho tôi một suất cơm mang đến đây là được. Liễu Tuấn nói, rồi lấy từ trong túi ra hai tờ 100 tệ đặt lên bàn. Cô phục vụ do dự một lát, nghĩ đến bây giờ chưa còn chẳng có vị khách nào muốn bắt chuyện. Liễu Tuấn lại vung tay phung phí, nhìn phong độ có vẻ là người có tiền, cũng liền gật đầu đồng ý. Tiểu ngụy, phiền cô nhanh một chút, anh ta đói lắm rồi. Bạch Dương hiểu rõ sức ăn của Liễu Tuấn, người có sức ăn lớn đặc biệt thường hay đói. Vâng, xin hai vị đợi một lát, sẽ có ngay bây giờ. Nhân viên vừa đi, Liễu Tuấn liền bắt đầu nhìn xung quanh câu lạc bộ đêm. Thực ra cũng là từng gian phòng nhỏ một, dùng gỗ ngăn cách, hiệu quả cách âm khá kém. Câu lạc bộ này có gì mà cao cấp chứ? Có lẽ KTV thời này chưa có gì thú vị cả. U, hình như chiếc đầu VCG đầu tiên trong nước phải đến năm sau mới xuất hiện. Nói đến đầu VCG, thì đây cũng là một con đường kiếm tiền tốt, chỉ là kỹ thuật chính không nắm bắt rõ. Tuy nhiên trước mắt chỉ là lắp kép máy thôi thì cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Đợi chiếc đầu VCG đầu tiên có mặt trên thị trường, không chừng nói với Liễu Triệu Ngọc xem anh ta có hứng thú hay không. Nếu không ngoài dự kiến, tổng lý bàn tay sắt năm nay sẽ lên nhiệm chức, đảm nhận chức phó tổng lý thường vụ quốc hội, trở thành một trong bảy người có máu mặt. Chính là tổng lý bàn tay sắt dừng hẳn việc bóng bọt bất động sản của tỉnh Quỳnh Hải, thời gian chắc là đầu năm sau phát triển nhanh công thương nghiệp tổng công ty và công ty trí nghiệp Hoa Hưng về bất động sản ở tỉnh Quỳnh Hải đã tăng gấp hơn 20 lần, lợi nhuận bình quân kiếm được đã vượt qua mười mấy ức tệ. Trí nghiệp Hoa Hưng sớm tiến vào thời gian phát triển vượt bậc, vị trí đất đã mua càng đẹp, lợi nhuận đạt được càng cao. Trong năm nay tất cả đều bán ra hết. Một khoản vốn lớn như thế này, mọi người đều muốn tìm cơ hội đầu tư mới, trí nghiệp Hoa Hưng thì không phải nói, tiếp tục phát triển ra bất động sản ngoài thế giới sẽ rất nhanh trở thành một con cá sấu lớn. Liễu Triệu Ngọc chủ yếu là làm công thương nghiệp, phát triển đầu đĩa chắc chắn sẽ là một con đường rất tốt. Mặc dù không cần đến vài năm có thể sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh giá cả khốc liệt nhưng trước mặt nếu làm tốt, thành phẩm sẽ sớm được thu hồi. Đến lúc đó tiếp tục phát triển sản phẩm mới hơn, vẫn là tổng thể cắt nhường đi, vấn đề không lớn. Cái kiếm được đã sớm kiếm được rồi, Tiểu Tuấn, sao mà cứ đờ ra vậy? Bạch Dương hỏi, Tiểu Đồng Ngoan này, cũng không biết thế nào mà hình thành thói quen kỳ lạ này, hơi tí bỗng chốc lại đờ người ra. Hoặc là điều này có liên quan đến tư duy thiên mã hành không của y, từng không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ đến kinh tế huyện Ninh Bắc làm sao đến phát triển hơn thôi, Liễu Tuấn dáng vẻ như vừa mới tỉnh mộng, Bạch Dương cười nói, "Cậu lại nghĩ sâu dài vậy." "Việc này, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến đấy. Bây giờ tình hình trong huyện hết sức hỗn loạn, lòng người hoảng sợ, muốn giải quyết tình hình lộn xộn này. Liễu Tuấn xua tay, không cho là đúng. Điều này không cần nhiều thời gian, con hổ lớn chị không cần phải quản, kỹ ủy tỉnh đều đã quản lý giúp chị rồi. Con tôm nhỏ chị tự xem rồi làm thôi, vấn đề không nghiêm trọng lắm, còn có lòng vì quần chúng nhân dân thì chi bằng cho người ta cơ hội. Anh ta lại không thể cảm kích rơi nước mắt à, chị kêu anh ta làm gì anh ta làm nấy, đảm bảo sẽ còn chạy nhanh hơn thỏ. Mũi Bạch Dương vừa nhíu lại, hừ, nói, cậu nói thì hay lắm ấy, làm sao mà đơn giản thế được. Huyện trưởng Bành, về tư cách thì lớn hơn tôi, lần này lại là người tiên phong, phản phủ sướng liêm, ông ta nói lại không hơn tôi, liễu tuấn biểu môi, khinh thường nói, huyện trưởng Bành này, ha ha, sắp già rồi. Đừng xem ông ta bây giờ đắc ý thế, trong tâm không biết có bao nhiêu cán bộ vừa hận vừa sợ ông ta đấy, lần này ông ta có thể làm bí thư, vậy thì chẳng có gì phải nói rồi, người có khí cũng chỉ có thể lường, còn phải dựa vào ông ta nữa. Nhưng nếu ông ta không lên làm bí thứ, vấn đề không phải đã rõ ràng bày ra thế sao? Bạch Dương liền mỉm cười, kỳ thực Liễu Tuấn nói vậy để giúp Bạch Dương bớt lo nghĩ. Bành Thiếu Hùng Tùy đã đi sai một nước cờ, dẫn đến sự phản cảm của hầu hết thường ủy thành phố Đại Ninh. Rốt cuộc ông ta là người thân thiết của phó tỉnh trưởng Quang, lại được sự ủng hộ gián tiếp từ Trương Quang Minh, thế lực vẫn chưa yếu lắm. Một huyện trưởng tân nhiệm, có thể cắt ra một đường máu trong thiết Dũng Giang Sơn của Phương Triều Dương, lập lên thế cờ lớn cho mình, cuối cùng thành công kéo Phương Triều Dương xuống ngựa, tuy nói là một phần nguyên nhân là Phương Triều Dương chịu thua, nhưng thủ đoạn của Bành Thiếu Hùng thì cũng không thể xem thường. Phương Triều Dương lật đổ, Bành Thiếu Hùng nhất định sẽ nhân cơ hội Bạch Dương vẫn chưa đứng vững mà nhanh chóng mở rộng thế lực của mình, không chừng lại còn có giả tâm khiến Bạch Dương mất hết quyền lực, làm một người không phải bí thư của bí thư ấy chứ tuy nhiên lúc này liễu tuấn cũng không nhắc đến vấn đề này với bạch dương không lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy bất luận thế nào bành thiếu hùng và bạch dương đều có sự ủng hộ từ phía trên nhưng sức mạnh ủng hộ của bạch dương càng mạnh càng trực tiếp hơn nữa chiếm vị trí bí thư huyện ủy là có quyền lực một cách danh chính ngôn thuận bành thiếu hùng nếu chơi đùa quá mức người đầu tiên gặp rắc rối chính là ông ta cho dù bạn có chỗ dựa vững chắc đến thế nào cho dù bạn có bao nhiêu thủ đoạn quy tắc căn bản nhất trên quan trường là không dễ dàng phá vỡ liễu tuấn nhớ đến một câu nói rất cổ xưa đó là đường đi trắc trở tiền đồ rộng mở điều này rất hợp với tình cảnh trước mắt của bạch dương cô nhân viên phục vụ làm việc khá cố gắng thức ăn đồ uống được mang đến không lâu sau thì lại tiếp tục mang đến hai hộp cơm đưa cho liễu tuấn mở ra xem thì là gan lợn xào xả ớt hộp còn lại là đựng đầy cơm bên trong liễu tuấn cười cô phục vụ viên thật là có mắt nhìn Thấy Liễu Tuấn thân hình như vậy nên đã mua cho anh ta một bữa ăn thật lớn. Liễu Tuấn vừa vui vẻ rồi lại tiện tay đưa cho cô phục vụ 50 đồng. Cô phục vụ không nhận, chỉ hỏi, tiên sinh, còn yêu cầu gì nữa không à? Ồ, đủ rồi, đây là cho cô, cảm ơn sự phục vụ của cô. Cô phục vụ lại thấy hoảng sợ, mặt biến sắc nói, tiên sinh, vợ ngài xinh đẹp như vậy, sao ngài có thể làm vậy chứ? Liễu Tuấn bỗng nhiên trợn mắt, há hốc mồm, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra cô phục vụ này tưởng Liễu Tuấn có ý đồ đen tối với cô ấy, cảm thấy nhân cách bị sỉ nhục. Nếu nói là trách Liễu Tuấn không làm rõ tình hình, lúc đó năm chín hai người ta vẫn chưa thình hành cho tiền qua cho phục vụ, huống hồ lại đưa những 50 đồng, có lẽ tiền lương phục vụ của cô phục vụ một tháng cũng chỉ hơn 100 tệ thôi. Liễu Tuấn lại trắng trợn như thế, không phải là định theo đuổi cô ấy thì là muốn làm gì đây, có vẻ cô phục vụ này còn trẻ, trông lại rất hoạt bát nhanh nhẹn. Bạch Dương nhếch miệng cười, ai bảo thích tỏ vẻ giàu sang cơ, thế này không phải mang đá đập vào chân à. Bạch Dương đọc rất nhiều sách, tất nhiên cũng biết nước ngoài có cho tiền qua, thấy cô phục vụ có vẻ tức giận chuẩn bị đi. Bạch Dương liền lập tức gọi cô ấy lại, tiểu muội muội à, xin lỗi nhé, bạn tôi là có ý tốt. Cậu ấy rất hài lòng với sự phục vụ của cô, muốn thưởng cho cô thôi, không có ý gì cả, cô đừng hiểu lầm. Bí thư Bạch cười hì hì, đích thân giải thích cho cô phục vụ. Liễu Tuấn đáng ghét thì vẫn đáng ghét, nhưng không thể khiến y mang tiếng xấu này được. Ngang nhiên treo gẹo cô phục vụ ở nơi này, Liễu Tuấn cũng thật là không ra gì nhỉ. Với địa vị anh ta hiện giờ, bên ngoài có biết bao người muốn kết thân, chỉ cần y gật đầu, không biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng theo anh ta đây. Tiểu Hoang Đồng ở khía cạnh này thật là không tồi. Lúc ở đoàn tỉnh ủy thì năm quyền chắc chắn, không hề xảy ra bất cứ một chuyện xấu nào nếu có, cũng chỉ là hiềm nghi với chị Bạch Dương. Đương nhiên, đây cũng là điều mà Bạch Dương không biết. Nếu như biết Liễu Tuấn đang có nghiêm phi mà lại còn có hồng nhan tri kỷ thứ ba, chị Bạch Dương không chừng lập tức sẽ vẽ rõ giới tuyến với tiểu ngoan đồng, đến chết cũng không qua lại với nhau. Bạch Dương dung mạo xinh đẹp, khí phái cao quý, lúc nói chuyện thì giọng điệu lại dịu dàng, rất thân thiện. Cô phục vụ sắc mặt bổng bình thường trở lại, nhưng có chút xấu hổ nói với Bạch Dương, tôi cũng không phải là nhằm vào anh ta, trước đấy cũng có một vài khách như thế, kỳ thực đều là muốn lợi dụng, Liễu Tuấn không thể làm gì hơn là gượng cười, xem ra cho dù làm bất kỳ chuyện gì, đều không thể thoát lý khỏi hoàn cảnh hiện thực này, nếu không, bạn bỏ tiền ra cũng bị ăn chửi, tiểu ngoan đồng, ăn đi thôi, không lại đói quá rồi, đợi cô phục vụ đi, Bạch Dương đốc thúc Liễu Tuấn, cười nói, Liễu Tuấn bỗng dưng vô cớ bị người là coi là dê già, trong lòng cũng hơi khó chịu, lập tức cũng không nói nhiều buồn bực ăn rồi ăn một cách nhanh chóng gọn gan hết phần cơm sau đó bưng đồ uống lên uống muốn hơi hết nửa cốc như vậy mới giải tỏa được nỗi niềm bị đè nén nào ăn thêm chút nữa đi bạch dương đem một đĩa lạc da cá đến trước mặt y rồi lại cười đáng đời ai bảo tên này lại sĩ diện lung tung đồng chí bạch dương thư ký mà huyện sắp xếp cho chị đẹp trai không thấy đại tiểu thư bạch cười một cách tranh mãnh liễu tuấn không nhẫn nhịn được phản kích lại Bạch Dương liền nhìn anh ta một lát, người này biết rõ rồi còn hỏi, về thư ký, trong tổ chức thì có quy định văn bản rõ ràng, không thế cũng cưới thư ký khác giới cùng làm việc. Còn về quy định thư ký cấp huyện không được trang bị chuyên chức thư ký, thì cho tới giờ vẫn chưa được chấp hành cẩn thận, chị vừa mới đến, tình hình nhân viên không hiểu rõ lắm. Bọn họ cũng đề cử một vài nữ cán bộ phòng làm việc cho chị, chị chưa đồng ý, bây giờ phó chủ nhiệm Vương phòng làm việc huyện ủy tạm thời làm giúp chị một số văn kiện, Bạch Dương giải thích nói, phó chủ nhiệm Vương hơn 30 tuổi, tuổi cũng hơi lớn rồi, hơn nữa Bạch Dương cũng không thích hợp với thư ký là phó chủ nhiệm chuyên chức làm ở huyện ủy, sẽ bị người ta lên án, điều này Liễu Tuấn có thể hiểu được, huyện Ninh Bắc trước đây có 11 huyện ủy thường ủy, hầu như không có cán bộ nữ nào vì thế trong ban thư ký phòng làm việc huyện ủy cũng khó mà tìm được thư ký nữ trẻ tuổi có năng lực hơn nữa bạch dương độc thân đến đây nhiệm chức chọn thư ký nhất định phải hết sức cẩn trọng em đề cử cho chị một người vậy việc này liễu tuấn đã sớm nghĩ đến rồi bạch dương hất hàm hỏi trương hiểu mạng liễu tuấn liên cười bạch dương quả là hết sức thông minh cô ấy vốn dĩ là chuyên học về thư ký học sinh chính quy sức học không có vấn đề gì viết văn bản cũng rất tốt đương nhiên tư cách thư ký ủy ban đảng hơn kém một tí chung quy là có kinh nghiệm làm bí thư con người thông minh rèn luyện một tí không vấn đề gì mấu chốt là có thể tin cậy được liễu tuấn liệt kê những điểm tốt của trương hiểu mạng bạch dương cười nói đồng chí liễu tuấn suy nghĩ của cậu thật không được sao là quê hương bảo châu của cậu là có thể tin cậy được đề cử với lãnh đạo như thế cậu đây là người nào cũng là người thân liễu tuấn lại học điệu bộ của bạch dương lường lại cô ấy cầm mấy viên lạc lên ăn nhai rột rột nói nếu thay người khác tôi còn không định tiến cử đây trương hiểu mạng là người bảo châu hay không không quan trọng quan trọng là cô ấy có một thái độ rất trung thành với dịch hàng với tình yêu một quan trọng tình cảm như vậy đối với lạnh đã có ơn với mình nhất định cũng sẽ trung thành và tận tâm ồ lại còn mực với chị à Sao nào bạch dương là cười một cách tranh mãnh một lần thấy tiểu ngoan đồng tức giận bạch dương lại cảm thấy hết sức hứng thú cả người sẽ cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu vậy cô ấy đi đợi hai ngày nữa chị sẽ nói với phòng làm việc điều cô ấy đến đây cô ấy bây giờ là cán bộ cấp phòng cấp bậc tạm thời chưa thay đổi đợi làm một thời gian sau xem thể hiện thế nào rồi nói đi bạch dương vung tay lên thể hiện một tư chất lãnh đạo thế này cũng được em thay mặt cô ấy kính bí thư bạch một ly Liễu Tuấn giờ mới vui vẻ lên, bưng cốc đồ uống lên, đụng ly với Bạch Dương, thời gian chậm rãi trôi đi, khách ở đây cũng nhiều lên. Chốc chốc lại có người đi qua chỗ hai người. Thông thường ánh mắt của đàn ông thường dừng lại nhưng Bạch Dương, cho dù ánh đèn ở đó hơi tối những là càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của Bạch Dương, lại càng rung động lòng người. Khoảng 9 giờ, ba bốn người đàn ông từ bên ngoài đi qua đó, trong đó có một người thân hình mập mạp vô tình nhìn thấy Bạch Dương, bỗng dưng lại dừng ở cửa một lúc ánh mắt sáng lên nhìn bạch dương không thôi liễu tuấn mặt mũi liền nhăn nhó đi qua đi lại người đàn ông béo đó người đàn ông đó hai mày nhíu lại cũng nhìn lại liễu tuấn tỏ ra không vui liền đóng cửa lại bạch dương lại hết sức thản nhiên thân là mỹ nữ sớm đã quen bị người ta nhìn chằm chằm rồi ra vẻ hờn dỗi với tiểu ngoan đồng một cách không kiên nể gì một lúc sau bức vách bên cạnh có tiếng hò hét hết sức huyên náo vấn đề đang bàn luận lại gây hứng thú cho Bạch Dương và Liễu Tuấn, chương 442, nhập gia tùy tục. Điền cục trưởng mấy ngày gần đây gọi cho anh nhiều như thế làm sao lại từ chối cơ chứ?" Một giọng nói lớn vang lên, kèm theo cả tiếng cười. Nghe thấy âm thanh này, Liễu Tuấn liền lập tức nhớ đến người đàn ông béo vừa chạm trán ngoài cửa. Có vẻ rất có thể âm thanh lớn thô bạo này với người đàn ông béo tốt có liên hệ với nhau, Liễu Tuấn đoán rất chính xác, đám người vách kế bên chính là đám người vừa lầm bầm đi qua và giọng nói lớn có vẻ thô bạo đó chính là tên béo vừa nãy. Ở câu lạc bộ đêm Broadway này, bên bách cạnh hai người Liễu Tuấn ngồi là một chỗ lớn hơn có tivi, có máy ghi hình, và còn có một bàn mạt trượt. Thời này những nơi chi tiêu như câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ đêm như thế này là một hình thức hỗn hợp. Trong phòng có thể vừa xem tivi vừa ghi hình, có thể xem đó như một vũ trường nhỏ. Lại còn có thể đánh mạt trượt, đương nhiên thì lúc nào cũng có thể đi ra phòng nhảy bên ngoài khiêu vũ phải xem yêu cầu của khách thế nào muốn nơi quy mô nhỏ thì vào gian nhỏ còn nếu muốn nhộn nhịp hơn thì ra phòng nhảy ở bên ngoài từng gian với nhau hiệu quả cách âm mặc dù không được bằng cách âm với bên ngoài nhưng cũng gọi là có một chút vương tổng xưởng anh không biết rồi bây giờ tình hình trong huyện gấp gáp lắm bí thư phương thường ủy bọn họ suýt nữa ngay cả nồi cũng còn chẳng có mà bưng thành phố mới phái một bí thư mới đến ai cũng chẳng còn đường có thể không khẩn trương hay sao Điền cục trưởng nói, bí thư mới rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôi nghe nói là một người trẻ mới lên được một năm nay. Điều này không phải trách đầu não của thành phố đều vào công trình thủy lợi sao? Phái một người trẻ như vậy đến huyện Ninh bắt nắm quyền, ông chủ vương đỉnh đạt nói, trước những điều ông ta nói lúc trước đó, Liễu Tuấn nháy mắt với Bạch Dương, đến đoạn sau thì là Bạch Dương nháy mắt lại Liễu Tuấn, nguyên nhân bởi vì đầu não thành phố có nước chảy vào, bố của Liễu Tuấn đang đứng mũi chịu sào. Vương Tổng, đừng có ăn nói lung tung, vách tường có tai đấy, Điền Cục trưởng tỏ ra cẩn thận nhắc nhở, không sao, vách kế bên là một đôi tiểu biên ương, lông còn chưa mọc đủ đấy mà, có lẽ là học sinh ra ngoài lén lút yêu nhau, làm sao mà biết được chuyện của tỉnh của huyện chứ. Này, nói không chừng lại còn đang, ha ha, Vương Tổng cười lên một cách đầy dâm tục, Bạch Dương và Liễu Tuấn ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng nhẽ mặt bọn họ lại non chuệt như thế, bị người ta hiểu lầm là học sinh là còn mang thêm tiếng là lén lút yêu nhau, thế tức là học sinh cấp 3 rồi, sinh viên đại học không phải lén lút rồi, chắc là do ánh đèn ở đây quá mờ ảo nên mới dẫn đến việc như thế. Lập tức mày ngài của Bạch Dương bỗng nhíu lại, giọng điệu của tên Vương tổng này thật là có phần dâm tục, khiến cho lòng dạ không thoải mái, Liễu Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Bạch Dương, véo nhẹ một cái, cười nói, tình hình trong huyện là thế này đấy, đi đến đâu cũng thấy bực mình chị thế này thì ngày nào cũng tức giận không hết đâu bạch dương nghĩ một lát thấy cũng đúng liền gật đầu ai giấy cho phép sản xuất an toàn của mỏ quặng điền cục một chúng tôi lúc nào cậu mới phát cho chúng tôi đây vương tổng bỏ qua đại sự của thành phố và huyện sang một bên nói đến việc nhỏ của mình điền bị kinh ngạc nói không phải giấy phép sản xuất an toàn của mỏ quặng các cậu đã được phát rồi hay sao trời ơi tôi không phải là nói đến giấy trước kia mà là giấy bên thất lĩnh trùng ấy mới mà Nghe kiểu này, Vương Tổng là ông chủ của mỏ thang nào, còn Điền Cục trưởng chắc là người phụ trách Cục Giám sát an toàn rồi. Liễu Tuấn nhìn sang Bạch Dương, Cục trưởng Cục Giám sát an toàn của huyện Điền Hồng Quân, Bạch Dương nhẹ nhẹ đáp lại. Liễu Tuấn liền cười, xem ra việc đến chỗ này hôm nay không phải là vô ích. Ít nhất thì căn bản thì cũng nhớ được tên cán bộ cấp trung rồi, Bạch Dương vốn xuất thân, sau khi đi làm cũng chưa được bao lâu, nên trí nhớ vẫn rất tốt. Liễu Tuấn gãi gãi vài cái vào lòng bàn tay của Bạch Dương thể hiện sự cổ vũ, thì ra tên này vẫn chưa bỏ bàn tay thon nhỏ của Bạch Dương, cũng không biết lúc nào, từ ngồi ở vị trí đối diện với Bạch Dương đã truyền sang ngồi canh, sát bên nhau, Bạch Dương bỗng thấy kinh ngạc, vội vàng rút bàn tay ra đồng thời cũng ngồi xa ra một chút, không muốn ngồi quá sát, tim bỗng như nhảy loạn lên, sau một lát, lại liếc mắt nhìn trộn Liễu Tuấn, chỉ thấy tên đáng ghét này đã ngồi dựa vào sofa hút thuốc, một bộ dạng vô tâm hết sức một chút cũng không đỏ mặt, đừng nóng vội, đợi thêm một chút, bây giờ lại có âm thanh vang lên, anh đào trước đi, dù sao cũng chẳng ai kiểm tra đâu, Điền Hồng Quân nói, được, có câu nói này của anh là tốt rồi, hai, tôi nói Điền Cục Trưởng, anh không phải nói Bành Huyện Trưởng đã từng tìm anh nói chuyện sao, Thải Huyện Trưởng đã quý anh như thế, anh còn có gì mà lo lắng chứ, Bành Huyện Trưởng tuy lần này không được lên bí thư, nhưng mà thành phố cũng đã phái người đến rồi, không phải là bày rõ cho huyện trưởng thôi sao tuy đã phân tích chính cục trong huyện cho điền hồng quân nhưng vương tổng thần thái hết sức tức giận ha ha những việc thế này thì anh không hiểu đâu tôi trước đây bí thư phương đề lên việc huyện trưởng thải tìm tôi nói chuyện không là giả ai biết được trong lòng ông ta thực sự nghĩ thế nào cơ chứ mối quan hệ của điền hồng quân với tên vương tổng này xem ra rất tốt vấn đề nhạy cảm thế này mà không hề kiên kỵ hai thế không phải là muốn có tiền à muốn tiền thì dễ dàng hơn anh cứ nói điền hồng quân không vui nói cậu cho là cái gì cũng có thể dùng tiền giải quyết được à bí thư phương thế ấy được bành huyện trưởng đấy cậu có dù có muốn đưa tiền người ta dám nhận à ha ha hồng quân ông cũng không phải hách dịch với tôi như thế đây mối giao hữu của chúng ta không phải là ngày một ngày hai tôi nói người bên ngoài hiểu rõ đừng có xem cậu là người trên quan trường có những việc mà cậu ngay cả tôi cũng không rõ được. Ồ, ông nói đúng. Điền Hồng Quân tỏ ra rất hứng thú với cụm từ người đứng bên ngoài sáng suốt. Những ông chủ thang này, ai cũng mưu mô. Trong gian bên cạnh, Bí Thư Bạch sớm đã quên việc vừa này mà đang vểnh tai lên nghe một cách cẩn thân. Liễu Tuấn lại không để tâm như cô ấy, bốc một hạt đậu mùi lạ lên, đưa vào miệng Bạch Dương. Bạch Dương tự nhiên mà mở miệng nhận. Liễu Tuấn liền cười một cách thích thủ, Bàn tay trên ghế xô ép pha là chậm rãi chuyển đồng, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Dương. Thân người nhỏ bé của Bạch Dương bỗng run rẩy một chút vì cảm nhận được Liễu Tuấn nhẹ nhàng nắm tay mình, không rút ta ra nữa. Tôi nói, Bành Thiếu Hùng vì cái gì mà muốn chỉnh Phương Triêu Dương, không phải là muốn mình làm bí thư đây chứ? Vậy, anh ta làm bí thư vì cái gì chứ? Không phải là chỉ vì một chữ tiền sao? Nhìn dặm cầu quan chỉ vì tài, Vương Tổng phân tích kỹ càng nói người ta là huyện trưởng, là nhân vật lớn, lại trẻ, chỉ muốn tiến lên trước, cậu tưởng giống cậu chắc, trong mắt chỉ có tiền. Điền Hồng Quân có một chút kinh thường nói, Vương Tổng lập tức không nhẫn nhịn, tức giận nói, thế ông leo cao là vì cái gì? Không phải vì tiền à? Không chỉ nói một mình ông ta, mà cả tỉnh trưởng thị trưởng thì làm sao? Chỉ như thế mà công bằng à, Liễu Tuấn nghe thấy thế không khỏi mỉm cười. Đây quả thật là một giọng điệu dầu sổi, trong trí nhớ ở kiếp trước, có một báo nói, nói là thành phố cấp phó tỉnh nào ấy Tây Nam, tên khác gọi là Sơn Thành, có một thương phú nói lớn rằng, chỉ cần có 200 vạn là có thể mua được tất cả chính quyền thành phố Sơn Thành. Kết quả câu nói này được lộ ra dẫn đến một làn sóng không nhỏ, thủ tướng nghe vậy nổi trận lôi đình, cuối cùng xui xeo là tên to miệng kia, tất cả mọi người chính quyền thị ủy đều muốn trị hắn ta, không nói là 200 vạn chứ, có 200 triệu thì anh ta cũng phải vào tù thôi vương tổng đừng nói hàm hồ nếu không tôi đi đây giọng điệu của điền hồng quân nghiêm túc nói được rồi được rồi tôi không nói nữa được chưa nào làm vài ván đi tiếp đó là nghe thấy tiếng chơi mạt trượt loạt xoạt loạt xoạt đừng vội đợi một lát tôi đã hẹn với huyện trưởng thạch rồi ông ta nói sẽ đến đợi đi mà huyện trưởng thạch thạch trọng hình như ông ta lần này mặc kệ cậu đấy hình như là đang bận về giáo dục đừng xem vương tổng bộc phát như thế mà lại hiểu biết rất rõ quan viên trong huyện điều này cũng khó trách dưới thể chế bây giờ làm gì có một phú thương nào lại không nghiên cứu động thái quan trường trên địa bàn đấy đây điều này không thể sai sót được đi sai một bước không nói đến tội bị vào lao chứ ít nhất thì làm ăn cũng bị ảnh hưởng nặng nề huyện trưởng thạch quản lý giáo dục thì không sai nhưng mà người ta là người của bí thư bạch huyện ủy mà theo tình hình hiện nay thì huyện chúng ta có thể nói với tân bí thư. Nghe nói thạch huyện trưởng lần này có thể tiến thêm bước nữa, là phó huyện trưởng thường vụ đây. Liễu Tuấn lại gãi gãi lòng bàn tay trơn mềm của Bạch Dương, Bạch Dương bỗng muốn cưới, nhưng mà nhìn lại, nói thấp giọng xuống, không được gây sự, nếu không, nói rồi rút bàn tay ra, điều đó rõ ràng là, cậu mà muốn gây sự, nếu không không cho cậu nắm tay nữa, nhưng Liễu Tuấn lại nghĩ theo ý khác là, chỉ cần không gây sự, thì có thể nắm bàn tay nhỏ bé của Dương Dương, đang nói Thạch Trọng, Liễu Tuấn cười nói, có ý kiến thế này. Thạch Trọng là cán bộ cấp phó huyện, ít nhiều cũng có vài cái liên quan đến, chị định đề hắn hay là Bành Thiếu Hùng, Bành Thiếu Hùng, Bạch Dương đáp, Liễu Tuấn gật đầu, thể hiện thái độ hiểu, Bành Thiếu Hùng quả nhiên đang nỗ lực xây dựng thế lục cho mình, kém theo Thạch Trọng, Bạch Dương vào lưới, hiển nhiên sẽ không thể hiện thái độ muốn đề cử Thạch Trọng vào thường ủy nhanh như thế. Liễu Tuấn cao mày lại, việc này làm thấy không dễ, mà Bành Thiếu Hùng lại đi trước một bước, đáng lẽ Thạch Trọng là đồng nghiệp cũ của Bạch Dương. Nếu Bạch Dương đề nghị anh ta lên đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ, Thạch Trọng nhất định sẽ cảm kích, hiển nhiên sẽ hướng vào phe cánh của Bạch Dương. Có một phó huyện trưởng thường vụ bên đó kìm hãm Bành Thiếu Hùng, sức mạnh lời nói của Bạch Dương sẽ tăng lên không ít, nhưng mà hiện tại Bành Thiếu Hùng lại ra cây trước một bước. Bạch Dương đồng ý đề nghị này, chỉ là làm không công, nếu không đồng ý, thì lại có nghĩa là đắc tội với thạch trọng, để anh ta vào bên bành thiếu hùng thì cũng không được, không có gì phải lo lắng cả, lượng sức mà làm, Bạch Dương không để ý đến chút nào, hơn nữa quyền sử dụng cán bộ cấp phó huyên không phải là ở trong huyện, huống hồ còn vào thường ủy huyện ủy, điều này đều do trên thành phố quyết định, Liễu Tuấn mỉm cười, điều này thì đúng, thành phố mới là quyết định cuối cùng, phút chốc, gian kế bên vang lên tiếng đập cửa, tiếp sau đó là tiếng chào hết sức cung kính của Điền Hồng Quân xin chào thạch huyện trưởng liễu tuấn và bạch dương liền nhìn nhau cười thạch trọng quả nhiên đã đến xem ra đoàn người đều không nói chuyện phiến được rồi thạch huyện trưởng hôm nay có thể đến thế này thật là vinh dự quá hì hì điền cục trưởng khách sáo quá đồng chí với nhau làm việc xong giao lưu với nhau là chuyện bình thường mà thạch trọng ít nhiều giọng đều có hơi mùi quan trường đúng thế đúng thế huyện trưởng thạch lại đây xin giới thiệu với anh đây là vương tổng thạch huyện trưởng chào ông tôi nghe danh ông đã lâu nay, Vương Tông cũng là một tay ứng phó tốt trong giao tiếp, mở miệng ra đã khen Thạch Trọng. Trạch Trọng đối với lời nịnh nọt của người ta đã sớm quen coi là bình thường, lập tức theo đó mà cũng nói vài lời khách sáo. Nào nào nào, Thạch huyện trưởng, anh xem nên uống vài ly rượu cho vui vẻ trước hay là đánh vài ván mạt chược. Điền Hồng Quân ân cần hỏi, tôi thế nào cũng được. Ha ha, Thạch huyện trưởng quả là người quá tuyệt, tôi thấy thế này, gọi vài người đến, đầu tiên uống vài ly cho vui đã xong rồi chơi mặt trượt, Bạch Dương bỗng nhíu đôi mày thanh tú lại, rất không vui. Liễu Tuấn biết đối cô ấy vẫn chưa hiểu rõ lắm về tình huống như thế này, vừa cười vừa hạ giọng nói, đầu tiên vui vẻ đã sau đó đưa tiền cho thạch huyện trưởng, đây đều là những thủ đoạn thông dụng, tài sắc đều dùng tới, ý chí của quan viên cũng có chút không vững vàng, rất dễ không cương quyết được. Rất rõ ràng, thạch trọng cũng không phải là người có ý chí kiên đinh, vì ông ta không hề đưa ra ý kiến phản đối nào cả. Mặc cho sự sắp xếp của Vương tổng, Bạch Dương liếc nhìn Liễu Tuấn, không vui vẻ nói: "Làm sao mà cậu những vấn đề thế này lại quen thuộc thế, hay là cũng vậy?" Liễu Tuấn ngẩn ra, lập tức nghiêm mặt nói: "Em quen thuộc bởi vì có người đã nói với em về những chuyện như thế này. Còn nói là cũng như vậy thì em chưa từng." Tuy là lệ thói quan trường bây giờ là như vậy, lúc có thể sửa chữa được, em sẽ cố gắng sửa chữa." Bạch Dương giờ mới mỉm cười, một lúc sau ở bên đó vang lên tiếng cười rộn rã của con gái. Trong một khoảnh khắc ngắn, tiếng cười nói của anh này chị nọ không ngừng truyền sang bên này. Bạch Dương lại cau mày một lần nữa, tức giận nói, lúc thạch trọng trong đoàn tỉnh ủy, thể hiện rất đứng đắn, thế mà ở đây lại thay đổi thế này, nhập gia tùy tục mà, cái tục này, không theo được, thấy Bạch Dương không vui vẻ gì Liễu Tuấn liền cười nói, đi thôi, đi khiêu vũ tí, Bạch Dương có chút do dự, thôi đi, người ta nhìn thấy không hay cho lắm nhìn thấy thì cứ nhìn, thì đã làm sao nào? Đồng sự với nhau, không được giao lưu bình thường à, Liễu Tuấn lãnh đạm nói, cũng không đợi Bạch Dương nói thêm, mà kéo cô ấy đi ra bên ngoài, đến chỗ khiêu vũ. Lúc này, sàn nhảy giờ cũng có không ít người rồi, giờ cũng chưa coi là muốn, câu lạc bộ theo bình thường thì giờ nhạc vẫn nhẹ nhàng, phải đợi đến tầm gần sáng thì mới có nhạc bốc nổi lên. Liễu Tuấn và Bạch Dương vừa đi ra bên ngoài, thì cánh cửa gian bên cạnh cũng mở ra, thân hình mập mạp của vương tổng bước nhanh ra, đi hướng về phía Bạch Dương, chương 443, cần chỉnh đốn an toàn mỏ than. Phòng khiêu vũ thời đó, trong mỗi gian đều không có nhà vệ sinh, liễu tuấn làm sao mà có thể để hắn ta đâm vào Bạch Dương được. Tiện tay kéo Bạch Dương lại gần mình, thuận thể tiến lên một bước, khủy tay bên phải hơi cong, đụng phải ngực của vương tổng, liễu tuấn không hề chạm mạnh, vương tổng cũng không phải cố ý muốn đâm vào, chỉ là ngăn không cho anh ta đâm vào bạch dương mà thôi nhưng vương tổng là một người to béo như thế lại đi khá nhanh theo nguyên lý của vật lý học trọng lượng lớn thế sẽ gây ra một lực khá lớn liễu tuấn tập võ lâu năm thế hạ bàn khá ổn cũng nắm vào đúng chỗ từng thất thịt của vương tổng va vào khuỷu tay của liễu tuấn bỗng chốc lùi lại mấy bước liền rồi bị ngã dập mông lực này khiến người ta hết sức kinh ngạc dường như cả sàn khiêu vũ như rung chuyển tiếng va chạm vang lên rất lớn mày đồ ranh con, mày, mày dám đánh tao, vương tổng vừa gượng đứng dậy của mở mồm quát lớn, lông mày liễu tuấn cao lại, lạnh lùng nói, vương tổng, miệng lưỡi sạch sẽ tí đi. Đấy là do ông đâm vào đấy chứ, mày biết tao, vương tổng khó khăn đứng dậy, nhìn chầm chầm liễu tuấn, tuy nhiên sự chú ý đã nhanh chóng dồn sang bạch dương, bạch dương mặc chiếc áo thun trắng bên trong, áo vết đen bên ngoài, thân hình thon thả, dưới ánh sáng mờ ảo của sàn nhảy, lại càng khiến cho vẻ đẹp ấy mê người diễm lệ quá, đồ ranh con, tuổi gì mà học đòi người khác, a à, a, à, làm gì thế, bỏ tao ra, một người đàn ông cao gầy không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng ép sát Vương tổng vào gian phòng, khuôn mặt béo phì của Vương tổng có chút biến sắc, người đột nhiên vừa chui ra này, tất nhiên là từ văn hòa rồi, lúc này, người gian bên trong nghe thấy tiếng động đều đi ra hết bên ngoài xem, ê, bỏ ra mau. Cậu là ai chứ? Điền Hồng Quân nhìn thấy Vương tổng bị ép như thế, hết sức ngạc nhiên lập tức nói to lên mày ai da thì ra từ văn hòa nắm lấy đầu hắn ép sát vào vách một lúc im miệng từ văn hòa giọng điệu lạnh lùng đáp sát khí đằng đằng lộ ra vương tổng không kìm được bỗng giật mình bất chấp tráng mặc dù rất đau nhưng không dám mở miệng nữa tên này sức lực thật là không nhỏ nếu chính mình không nhân thức được có lẽ anh ta sẽ tàn nhẫn một cách không do dự bạch dương cao mày lại nói tiểu tuấn đi thôi ừ liễu tuấn gật đầu nhìn từ văn hòa ra hiệu một cái từ văn hòa liền thả vương tổng ra, trưởng phòng liễu. Bí thư bạch, thạch trọng lúc này mới từ trong ló đầu ra, mặc dù ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn nhận ra được là liễu tuấn và bạch dương, bỗng chốc sắc mặt tái lại, nhanh chóng bước ra ngoài chào. Điền Hồng Quân và Vương Tổng còn định nói nhưng nghe thấy Thạch Trọng nói liền thấy choáng ván, liễu trưởng phòng người ra sao, giờ chưa bàn tới, có vẻ bí thư họ Bạch cả huyện Ninh Bắc mà có thế khiến cho Thạch Trọng căng thẳng thế thì chỉ có là Bạch Dương bí thư mới về nhận chức mà thôi. Bạch Dương nhìn Thạch Trọng một cách thờ ơ, cũng không ngoái đầu lại mà đi. Liễu Tuấn hiển nhiên cũng không hề liếc qua Thạch Trọng. Thấy thái độ hai vị thế này, Thạch Trọng cứ ngơ ngác mà đứng ở đó, không động đậy một chút nào. chấm 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 chấm. "Tiểu Tuấn, người trưởng nghĩa vừa nãy là ai thế? Đi ra khỏi câu lạc bộ đêm Broadway?" Bạch Dương mới hỏi. Liễu Tuấn choáng một lát, không ngờ câu hỏi đầu tiên Bạch Dương đưa ra lại là thế này, xem ra hễ là con gái, nhất định đều tò mò bất kể ai thì bản tính cũng đều như vậy ừ, là một người bạn xuất thân bộ đôi thường xuyên theo em đi chơi ấy mà liễu tuấn đáp vệ sĩ a bạch dương đứng lại nhìn chăm chú liễu tuấn trên phố ánh mắt có vẻ nghiêm túc tiểu ngoan đồng này chuyên gia có những thứ khiến người khác khó lường cũng không biết cậu ta rốt cuộc còn giữ bao nhiêu bí mật nữa cứ tưởng là bản thân đã hiểu anh ta lắm rồi ai ngờ lại còn có bao nhiêu việc mà mình hoàn toàn không hề biết biểu hiện của người vừa rồi tuyệt đối chính là tay chân luôn đi sát Liễu Tuấn. Bạch Kiến Minh là là quan lớn cấp chính bộ, bên cạnh cũng có người như thế này, vì thế Bạch Dương rất quen thuộc với những kiểu hành động vệ sĩ thế này, nhưng mà đây là một tiểu ngoan đồng, làm sao lại có thể có vệ sĩ chứ? Liễu Tuấn cười hì hì nói, làm sao mà lợi hại thế được, chỉ là một người bạn vừa hay gặp được, chị nghĩ nhiều quá rồi đấy, không phải là Liễu Tuấn không tin Bạch Dương, có một vài chuyện vẫn chưa đến lúc để thừa nhận bạch dương nghĩ một lát rồi nói cậu không nói chị cũng không miễn cưỡng liễu tuấn gãi gãi đầu cười nói không phải là không nói thật sự là may mà gặp thôi mà cậu ta vốn định nói cho bạch dương biết chuyện này sau này rồi từ nói với chị bây giờ vẫn chưa đến lúc nếu bạn có một bí mật không muốn nói cho con gái biết tốt nhất đừng nên ngây thơ thành thật mà cầu xin cô ấy đừng truy vấn điều đó dường như tự gây rắc rối cho mình tính hiếu kỳ của con gái là động lực lớn nhất thiên hạ có thể khoái động, động lực của tiến bộ cả thế giới. Vì thế cách tốt nhất là nói dối, chết cũng không nhận. Nếu được như vậy, sự hiếu kỳ của cô ấy dần dần nhạt đi, thời gian dài là sẽ tin lời giải thích của bạn. xa Cúc khi nói dối sau 100 lần thì có biến thành chân lý rồi. Liễu Tuấn ở kiếp trước là người đã sống được 50-60 năm, đối với những chuyện thế này, rất nắm rõ. Bạch Dương bán tính bán nghi, quả nhiên cũng không hỏi về chuyện này nữa. Em thấy việc quan trọng của công việc tiếp theo của chị đã có rồi. Liễu Tuấn cười nói, cậu nói chỉnh đốn chỗ mỏ than nhỏ ấy hả? Bạch Dương cũng mỉm cười, cho thấy hai người thật tâm đầu ý hợp, có vẻ tên Vương Tổng vừa nãy chính là ông chỉ của mỏ than. Nhưng không ngờ vài câu nói thô tục ấy lại dẫn đến tổn thất thảm hại thế này. Liễu Tuấn thần sắc tươi hơn, không chỉ là chỗ mỏ than nhỏ ấy, mà mỏ than lớn cũng phải chỉnh đốn lại. Thi công an toàn của mỏ than có lẽ vẫn chưa được, than đá là tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất huyện Ninh Bắc. Tình hình mỏ than nhỏ tôi không rõ lắm, có lẽ ở đâu cũng thế. Vấn đề an toàn này nhất định phải nắm chắc, nếu không lại xảy ra chuyện lớn sẽ làm chết rất nhiều người. Liễu Tuấn đây không phải là lớn tiếng đe dọa, trước khi vượt thời gian, cậu ta dường lúc nào cũng thấy những sự cố khai thác khoáng sản lớn ở trên mạng và các truyền thông đại chúng. Rất nhiều quan chức cấp cao của nhiều tin vì ăn hối lộ mà dẫn đến tình trạng này. Không nói đến vị trí của Bạch Dương bây giờ, coi trọng sự an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân chính là nhiệm vụ hàng đầu của người làm quan, thái độ của Bạch Dương cũng trở nên nghiêm túc. Ừ. Cậu nói rất có lý, tôi thấy lấy chuyện này để chỉnh đốn lại thị trường than đá và tình trạng sản xuất an toàn than đá, Liễu Tuấn gật đầu, Dương Dương, việc này sẽ gặp trở ngại lớn, nhưng vẫn phải làm, không phải kiên nể gì cả. Bạch Dương liếc nhìn Liễu Tuấn, thấy anh ta không hề có ý lợi dụng chắc là tiếng dương dương này là tự nhiên phát ra trong phút chốc bỗng thấy ngọt ngào cũng rất trịnh trọng gật đầu đồng ý từ chị sẽ làm không phải cậu đã nói người như chị không có giả tâm gì sao chị thực ra cũng chẳng có giả tâm gì cả bí thư huyện ủy này có thể làm hay không làm được bao lây chị đều không quan tâm nhưng chỉ cần chị còn làm một ngày những việc chị cho là đúng thì nhất định sẽ làm liễu tuấn liền cười rồi cổ vũ cô hai người vừa đi trên phố vừa nói chuyện toàn bàn những chuyện lớn nếu một người nào không may nghe được nhất định sẽ nghĩ hai người này đi hai người này thật sự chẳng giống bí thư huyện ủy về đến nhà khách thiên nga giám đốc lưu vẫn còn đang chờ thấy hai người trở về là cúi đầu chào tiểu tuấn giờ cũng muộn rồi cậu về đi ngày mai vẫn còn phải đi làm đấy bạch dương nhìn đồng hồ miệng nói như vậy rồi đưa cho liễu tuấn rót cho liễu tuấn một cốc trà nóng không sao ngồi với chị thêm một chút nữa. Đợi một lát rồi về, huyện Ninh bắt đến thành phố Đại Ninh tầm hơn 50 km, đường cũng bình thường, mà mà buổi tối xe ít, có lẽ là một tiếng là tới nơi. Thân hình Liễu Tuấn cường tráng, thỉnh thoảng ít ngủ đi một tí cũng không sao, tên Thạch Trọng này, hừ, Bạch Dương chả biết sao lại cười, cũng không đốc thúc Liễu Tuấn về, chỉ nhắc đến Thạch Trọng rồi lắc đầu. Liễu Tuấn cười nói, đợi đã, điện thoại của ông ta chắc cũng sắp đến đấy chị chẳng muốn gặp ông ta vài người ở trong câu lạc bộ đêm mấy chục tuổi rồi còn gọi mấy ả đến mà rót rượu cho thật là không thể chấp nhận được bạch dương rất bực tức nói liễu tuấn cười thầm bạch dương là một người thẳng thắn chính trực điều này không sai nhưng đối với những việc này phản cảm như thế hiển nhiên là vì tính cách của cô ấy một nữ bí thư huyện ủy trẻ tuổi đối với bộ phận háo sắc vô sĩ thế này không quan tâm chính là bình thường lắm rồi tuy nhiên liễu tuấn cũng biết đây chỉ là tạm thời bất kể bạch dương chính trực lương thiện thế nào cũng bất kể quyền lực của cô ấy lớn thế nào cũng không thể nào thôi không nghĩ đến chuyện đó sau này cô ấy sẽ quen dần với việc hiện tượng như thế này học cách điều chỉnh đối với những vấn đề như thế này sai đó tập trung sức lực đối với những vấn đề cấp bách quan trọng đây là một con đường nhất định phải có trong quá trình trưởng thành của mỗi quan viên bạch dương hai tay đặt trước ngực cứ đi đi lại lại trong phòng chuông điện thoại reo lên Bạch Dương nhìn sang chiếc điện thoại, hừng một tiếng mà không nghe điện thoại. Liễu Tuấn cười lắc đầu, đứng dậy ra nghe điện thoại. Alo, xin chào, bí thư Bạch, à, là trưởng phòng Liễu, xin chào, tôi là Thạch Trọng. Liễu Tuấn cười nói, huyện trưởng Thạch đấy à, xin lỗi trưởng phòng Liễu, vừa nãy ở vũ trường, chỉ là hiểu lầm, mong cậu và bí thư Bạch tha thứ. Thạch Trọng vội vàng giải thích trong điện thoại. Trong lòng không biết là đang buồn bã thế nào, hôm nay cũng thật là đụng phải tà. Lần đầu uống rượu cũng điền Hồng Quân, may mắn thế nào lại gặp Bạch Dương và Liễu Tuấn, lại còn đụng phải như thế nữa chứ. Liễu Tuấn cười cười, nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, Thạch huyện trưởng không phải để tâm đâu." Thạch trong liên tiếp cảm ơn trong điện thoại, "Là thế này, Liễu trưởng phòng, ông chủ Vương Đụng Phải cậu nên muốn tới thăm để nhận lỗi, cậu xem." Thạch trọng chỉ nói ông chủ Vương Đụng Phải Liễu Tuấn, nhẹ nhàng bỏ Bạch Dương sang một bên, quả thật là một người thông minh hiểu rõ bạch dương là nữ bí thư huyện ủy xinh đẹp trẻ trung như thế vậy nếu mà nhắc đến ông chủ vương lại thô tục đụng phải bạch dương mà truyền đi ra bên ngoài không biết tên xấu xa này trở thành thế nào nữa đụng phải công tử của bí thư thị ủy tuy cũng là chuyện lớn chung quy hai người đều đàn ông tối thiểu không bị suy diễn là tên háo sắc thạch huyện trưởng vương tổng thì không cần thiết phải gặp đâu ông chuyển lời tới hắn ta là từ sau mồm miệng được bừa bãi như thế nếu không sớm muộn cũng xảy ra chuyện, thạch trọng không ngừng đáp lại, vậy, không biết bí thư bạch và trưởng phòng liễu bây giờ có rảnh không, tôi, tôi muốn đến thăm một chút, thạch trọng lại hỏi dò, liễu tuấn cười nói, hoan nghênh, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn liễu trưởng phòng, tôi sẽ đến ngay bây giờ, thạch trọng giọng điệu phấn chấn nhưng cũng có chút run rẩy bạch dương liền trừng mắt nhìn liễu tuấn, sáng giọng, ai bảo cậu tự ý như thế, liễu tuấn cười, đi đến trước mặt cô ấy, giơ tay ra vuốt nhẹ nhẹ mái tóc, nói gặp đi thạch trọng người này có khả năng dùng được không phải chỉ định chỉnh đốn mỏ thang và mỏ thang nhỏ sao không thể để đích thân bí thư ra mặt được còn phải có người đấu tranh anh dũng chứ động tác liễu tuấn đưa tay ra vuốt mái tóc hết sức tùy ý mà lại hết sức nhẹ nhàng khuôn mặt xinh xắn của bạch dương đỏ ửng lên khẽ khẽ cúi đầu thạch trọng đến hết sức nhanh có lẽ điện thoại vừa này là từ quầy của khách sạn gọi đến không chừng Bạch Dương và Liễu Tuấn vừa rời khỏi câu lạc bộ đêm Broadway là Thạch Trọng đã đi theo ngay, thấy bọn họ về phòng, đợi một lại bèn gọi điện thoại đến. Liễu trưởng phòng, xin chào, Thạch Trọng chào Liễu Tuấn một cách cung kính, trọng nhìn sang Bạch Dương, chỉ thấy Bạch Dương đang ngồi ngay ngắn trên ghế xô ép tay cầm một cốc trà xanh, mặt không có biểu hiện gì. Bí thư Bạch, Thạch Trọng nhanh chóng bước đến trước mặt Bạch Dương, không lưng một chút xuống, trên mặt hơi cười, mà không dám cười tươi không thấy bí thư bạch đang tức giận hay sao ngồi đi bạch dương nhìn qua một cái thạch trọng nhanh chóng đáp lại một tiếng ngồi một nửa mông trên bên phải của ghế xô ép pha nếu nói phó huyện trưởng và bí thư huyện ủy dường như chỉ cách nhau một bậc mà thôi nhưng thạch trọng vị phó huyện trưởng này không phải là thường ủy quyền lực thực tế có lúc còn không bằng một bí thư đảng ủy của thị trấn trước mặt bí thư huyện ủy bạch dương này phải kinh sợ cũng là điều bình thường thạch huyện trưởng uống trà đi Liễu Tuấn đích thân rót trà cho Thạch Trọng, Thạch Trọng thấy được đối tốt mà cảm thấy kinh hãi, hoảng đến nỗi đứng dậy, không ngừng nói cảm ơn. Liễu Tuấn cười xua tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, bí thư Bạch, Liễu trưởng phòng, thật là có lỗi quá, tôi trịnh trọng kiểm điểm trước hai vị. Thạch Trọng thấy Bạch Dương có ý không muốn nói, trong lòng không yên, giọng điệu trầm xuống, việc này ngày hôm nay, nói là lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Đặc biệt khiến Thạch Trọng bất an chính là, không biết cuộc đối với giữa ông ta với Điền Hồng Quân, Vương Tổng và một vài người nữa, Bí Thư Bạch có nghe thấy hay không? Theo lời của nhân viên phục vụ câu lạc bộ đêm Broadway, Bí Thư Bạch và Liêu Trưởng Phòng gồng ngay ở vách kế bên. Nếu Bí Thư Bạch biết được ông ta đang dựa vào bành thiếu hùng, không phải là nói đùa. Chính là Bạch Dương chưa chắc 100% ngăn cản ông ta vào hộ ủy thường ủy huyện, giờ lại có một liễu tuấn ngay bên cạnh, muốn thạch trọng là thường ủy hay không, có lẽ chỉ cần nói chuyện với bố của cậu ta, mối quan hệ giữa hai người này, nhìn qua thực sự không giống như bình thường. Chương 444, vấn đề nan giải chuyển đổi. Bí thư Bạch, liễu trưởng phòng, Điền Hồng Quân nói mời tôi đến câu lạc bộ Broadway khiêu vũ, tôi nghĩ, tất cả đều là đồng chí thân thuộc, làm việc xong cùng nhau tụ họp vui vẻ cũng tốt, tôi cũng không ngờ, con người xã hội bây giờ, thấy Bạch Dương không có bất cứ phản ứng gì, trên trán thạch trọng bắt đầu đổ mồ hôi. Liễu Tuấn âm thầm gật đầu, Bạch Dương đáng đo lại được xem như một điều tốt. Không vội vàng nói, Thạch Trọng sẽ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, uy danh quyền lực trong tay vô hình mà hình thành. Thế này, Vương Tổng đã trở thành người trong xã hội bây giờ rồi. Thạch Trọng liên tục nói kiểm điểm, chốc chốc lại vuốt mồ hôi. Đồng chí Thạch Trọng, đủ rồi. Cuối cùng Bạch Dương cũng đã mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt. Thạch Trọng ngẩn ra, lập tức ngậm miệng lại mặc dù giọng điệu của bạch dương với cách xưng hô đồng chí thạch trọng này đều khiến cho ông ta không thoải mái nhưng dù sao thì lãnh đạo cũng đã mở miệng rồi xin hỏi cục giám sát an toàn là do đồng chí đảm nhiệm phải không bạch dương vẫn lạnh lùng như trước nói thần sắc thạch trọng bị kìm hãm ngượng ngùng mà lắc đầu không phải vậy thì đối với tình hình an toàn mỏ thang ở huyện ninh bắc chúng ta đồng chí hiểu biết nhiều chứ thạch trọng bỗng cảm thấy rùng mình cảm thấy câu nói này của bạch dương tuyệt đối không thể tùy tiện hỏi ngay lập tức không dám mở miệng đám, nghĩ một lát mới đáp một cách cẩn thận, công việc này không phải có tôi quản lý, tôi cũng chỉ nghe nói một vài việc, nghe nói tình hình sản xuất an toàn không được tốt cho lắm, Bạch Dương gật đầu, bưng cốc trà lên uống một hớp, im lặng không nói gì, vậy, huyện trưởng Thạch có cho rằng công việc này nên xem xét không, Liễu Tuấn lập tức nói chen vào một câu, giọng điệu ôn hòa và nụ cười trên mặt, tất nhiên là phải xem xét rồi, hơn nữa cá nhân tôi cảm thấy cần phải chỉnh đốn cẩn thận sản xuất an toàn mỏ than là một điều hết sức quan trọng. Trước đây công việc này là có phó huyện trưởng thường vụ An Vĩ phụ trách, Thạch Trọng nhanh chóng đáp, Liễu Tuấn bèn nhìn sang Bạch Dương, xong quy rồi, Bạch Dương lãnh đạm đáp, Liễu Tuấn liền cười, nói, vậy bây giờ công việc này do ai đang phụ trách đây, huyện trưởng Bành tạm thời đang kiêm quản lý, Bạch Dương vẫn lãnh đạm trả lời, Liễu Tuấn cười nói, huyện trưởng Bành thật là vất vả quá tuy nhiên giám sát an toàn mỏ thang là một công việc cần phải rất cẩn thận bành huyện trưởng là lãnh đạo chủ yếu quản lý toàn khu vực lại đích thân nắm công việc cụ thể thế này thật là quá vất vả bạch dương không lên tiếng thạch trọng cũng tiện đó nói thêm đúng vậy đúng vậy thật vất vả quá vừa nói vừa nhìn sắc mặt của bạch dương thạch trưởng phòng chúng ta là đồng sự cũ với nhau của đoàn tỉnh ủy đồng chí vẫn là cấp trên của tôi thạch trọng thở vào một hơi dài vội vàng khiêm tốn nói Bí thư Bạch nói thế này, tôi thật không dám, bí thư bây giờ là cấp trên của tôi, tôi nên học tập bí thư nhiều hơn. Bạch Dương xua tay, ngừng ngay việc nịnh nọt của Thạch Trọng, Thạch trưởng phòng, tất cả mọi người đều là đồng sự cũ của nhau, những câu nói thế này, sau này không cần thiết. Hôm nay mời đồng đến đây, chính là muốn bàn với đồng chí một chuyện, nếu đồng chí quản lý công việc giám sát an toàn của mỏ thang, đồng chí có tự tin làm tốt công việc này không? Có. Tôi có tự tin. Thạch Trọng quả nhiên không phải là người ngu ngốc, biết lúc này cần phải khiêm tốn, lúc nào việc đáng làm phải làm. Vậy thì tốt, công việc này nên liệt vào công việc trọng điểm của chính quyền huyện thời gian từ giờ về sau. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với huyện trưởng Bành, điều đồng chí quản lý công việc này. Ban huyện ủy chúng ta cũng nhanh chóng sắp xếp hoàn thiện rồi. Bạch Dương bình tĩnh mà kiên định nói, đa tạ sự tín nhiệm của bí thư Bạch đối với tôi, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm tốt công việc này. Không khiến cho bí thư Bạch và huyện trưởng thất vọng, Thạch Trọng kích động tỏ ra mặt, bắt đầu bày tỏ lòng quyết tâm. Lời nói này của Bạch Dương, thực sự là bày tỏ thái độ một cách chính thức với ông ta, sẽ tiến cử ông ta vào thường ủy huyện ủy, đảm nhiệm chức vụ phó huyện trưởng thường vụ. Bạch Dương gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Trong lòng đang thang, những thủ đoạn làm quan thế này, tiểu ngoan đồng thật sự vượt trên cô ấy. Theo tính cách cô ấy, tối nay nhất định sẽ không gặp Thạch Trọng nhưng nếu như vậy thạch trọng trong lúc hoảng loạn không chừng lại chạy đi gặp bành thiếu hùng hỏi kế điều này giống như là đẩy ông ta ra đi nhưng hôm nay lại gặp thạch trọng thể hiện sự tức giận đối với ông ta một cách thích đáng trong lúc ông ta lòng dạ bất an đã hứa đồng thời giao phó nhiệm vụ thiết thực thạch trọng nghiễm nhiên trở thành con cờ có chữ bạch bành thiếu hùng vốn muốn đi trước một nước gây khó khăn cho bạch dương bây giờ bạch dương lại ngược lại gây khó khăn cho bành thiếu hùng ngày mai chủ động liên hệ với ông ta việc này, Bành Thiếu Hùng liền gặp phải vấn đề tương tự không đồng ý, có nghĩa là đắc tội với Thạch Trọng, mà đồng ý thì làm không công cho người khác. Trong chuyện này điều quan trọng nhất vẫn là may có Liễu Tuấn ở đó. Trước mặt Liễu Tuấn, Bạch Dương đã hứa như vậy, Thạch Trọng lẽ nào trong lòng lại không biết rõ ràng. Việc này, Liễu Bí Thư thành ủy trong đó, vấn đề không lớn. Bành Thiếu Hùng bên đó là dựa vào Phó tỉnh trưởng Quang Minh Kiệt, Bạch Dương bên này lại dựa vào Bí Thư Liễu Tấn Tài huyện Ninh Bắc Chung Quy là do thành phố Đại Ninh quản lý, bên nào trọng bên nào nhẹ, thạch trọng còn có thể phân biệt được, đợi thạch trọng cáo từ đi, Liễu Tuấn liền cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên với Bạch Dương, vừa đấm vừa xoa, ân uy đều coi trọng, bí thư Bạch quả là thủ đoạn hay, tại hạ bái phục, Liễu Tuấn treo gẹo nói, xéo, Bạch Dương cũng cười lên, được rồi, vấn đề giải quyết, em thật sự phải về rồi, Liễu Tuấn đứng dậy, nhìn qua một lượt, có chút lưu luyến, Tiểu Tuấn, Lúc Liễu Tuấn đi đến cửa, Bạch Dương gọi Liễu Tuấn lại, Liễu Tuấn quay đầu lại, nhìn lại cô ấy, "Cảm ơn cậu." Bạch Dương đi đến, nhẹ nhàng ôm y, Liễu Tuấn trở về viện thường ủy tỉnh ủy đã gần 11 giờ rồi, không ngờ là ở nhà có khách. "Chú Điền, vị khách này chính là phó bí thư thành ủy thành phố Bảo Châu Điền Văn Minh, lâu ngày không gặp. Tiểu Tuấn về rồi à?" Điền Văn Minh chào một cách khách sáo lúc ông ta ở thành phố bảo châu đảm nhận chức phó thị trưởng thường ủy là một cốt cán hệ liễu rất thân thiết thường xuyên tới biệt thự nhỏ của liễu tấn tài và cũng rất quen thuộc với liễu tuấn muộn thế này còn phải đi làm thêm công việc của đoàn tỉnh ủy khá bận nhỉ vừa từ huyện bắc ninh trở về liễu tuấn cũng không giống ông ấy điền văn minh xuất thân là thư ký cũng hiểu rất nhanh liền cười nói đi thăm lãnh đạo của à lãnh đạo của này mà buổi tối đi thăm muộn thế này rồi không phải điền văn minh cũng đang thăm hỏi lãnh đạo cũ sao liễu tuấn cười gật đầu điền văn minh tầm bốn mươi mấy tuổi làm việc chắc chắn thâm hiểu nguyên tắc quan trường liêu khánh khai rất coi trọng ông ta có lẽ sau khi liêu khánh khai về hưu ông ta sẽ hiển nhiên mà đi theo nghiêm liễu trở thành một trong những thành viên đội dự bị quan trọng của hệ nghiêm liễu đối với nhân vật thế này cách thức giao tiếp của liễu tuấn hết sức đơn giản cố gắng hết sức quan hệ tốt với bọn họ một trong những thủ đoạn về giữ quan hệ tốt chính là khiến cho bọn họ cảm nhận được sự thành khẩn của bản thân. Liễu Tuấn đi tới gần, thấy cốc trà của hai người đã sắp cạn rồi, liền lấy vít nước rót thêm vào cốc trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Đối với diễn xuất thế này của Liễu Tuấn, Điền Văn Minh không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Lúc trước ở thành phố Bảo Châu, khi ông ta và Bí Thư Liễu nói chuyện, Liễu Tuấn cũng ngồi bên cạnh nghe, có lúc còn tham gia phát biểu ý kiến, Bí Thư Liễu cũng không cấm. Văn Minh à, tình hình Bảo Châu, tôi cơ bản là rất rõ, anh hãy phối hợp tốt với đồng chí Vinh Hiên, Liễu Tấn Tài chậm rãi nói, cùng với địa vị quyền lực lớn mạnh, vì thế trong lời nói của Liễu Tấn Tài cũng thâm thoát tăng theo, ai, được rồi, tôi nhớ rồi, đối với tình hình của Bảo Châu, Liễu Tuấn ít nhiều cũng có nghe được. Sau khi đường Hải Thiên tiếp nhận chức bí thư thành ủy, cơ bản thì chưa có sự thay đổi cán bộ mà vẫn dùng người của ban cũ, điều này cũng rất bình thường, Đường Hải Thiên là người thay mặt nghiêm liễu tại thành phố Bảo Châu, lúc liễu tấn tài còn là bí thư thành ủy, ông ta là phó bí thư, có thể nói đề bạc cán bộ đều đầu tiên là thông qua tay ông ta mới tiến cử lên liễu tấn tài. Trên thực tế, ban mà liễu tấn tài để lại, cũng có nghĩa là ban của đường Hải Thiên, ông ta thực sự không cần phải điều động lại nhân sự. Tuy nhiên Điền Văn Minh đảm nhận chức phó bí thư lại làm có chút không giống với thị trưởng Thạch Vinh Hiên. Giữa hai người, không biết thế nào mà nảy sinh khoảng cách hơn nửa ngày càng ngày nghiêm trọng, tuy chưa đến mức như nước với lửa, nhưng vết rách cũng khá sâu. Liễu Tuấn thậm chỉ nghi ngờ đây là một mánh khóe của đường Hải Thiên. Giữa hai bàn tay quan trọng lại tồn tại mâu thuẫn, nếu có thể điều hòa phối hợp giữa hai bên thì càng có thể nắm bắt một thế lực lớn trong tay. Đương nhiên, phân tích nhân phẩm tính cách của đường Hải Thiên, ông ta sẽ không cố ý nêu ra sự mâu thuẫn giữa Thạch Vinh Hiên và Điền Văn Minh, nhiều nhất là lợi dụng một chút thôi. Lẽ nào Điền Văn Minh không thể đêm thăm lúc đêm khuya sao? Tuy nói là Liễu Tấn Tài bây giờ là bí thư thành ủy đại Ninh, không quản việc của Bảo Châu nhưng rốt cuộc ông ta là thường ủy tỉnh ủy, quan hệ mật thiết với Liêu Khánh Khai và Nghiêm Ngọc Thành, đối với sức ảnh hưởng tới thành phố Bảo Châu và đường Hải Thiên có thể nói là càng lớn. Điền Văn Minh muốn cáo trạng, có vẻ như người đầu tiên tìm đến là Liêu Khánh Khai, người thứ là chính là Liễu Tấn Tài, đã muộn rồi, vậy thì tôi không làm phiền nữa, bí thư Liễu đi nghỉ sớm đi. Điền Văn Minh nói, rồi đứng dậy, có lẽ trước khi Liễu Tuấn về, vấn đề chủ yếu hai người đã nói rồi, ừ, ông cũng về sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn về Bảo Châu, ừm, được, Điền Văn Minh lịch sự chu đáo, trước khi đi còn chào qua Nguyễn Bích Tú và Liễu Tuấn mới cáo từ đi về, bố, có phải bố định điều chú Điền đến thành phố Đại Ninh không, Liễu Tuấn bỗng nhiên hỏi, Liễu Tấn tài mắt hơi nhắm lại, mặc dù ông đã quen với sự thông minh của Liễu Tuấn, nhưng câu hỏi này hỏi thật là trực tiếp quá. Việc này, tối qua ông ta vừa mới nói chuyện với Nghiêm Ngọc Thành, vẫn chưa kịp trưng cầu ý kiến của Liêu Khánh Khai. Liễu Tuấn làm sao lại biết, bí mật bị lộ thì chắc là không có khả năng ấy. Cuộc đối thoại trong căn phòng bí mật giữa ông ta và Nghiêm Ngọc Thành lại không phải là hội nghị bộ vụ của bộ tổ chức. Như vậy có thể nói, đây chính là trực giác của tên tiểu tử này, có cùng suy nghĩ với mình. Từ, Phương Triêu Dương đã cắn trúng vào trâu thanh rồi, thấy con trai đã đoán được đái khại. Liễu Tấn Tài cũng không giấu nói, Liễu Tuấn thực ra cũng không biết Phương Triêu Dương đã tạo điều kiện cho Châu Thanh. Tuy nhiên nghĩ ra thì Châu Thanh với Phương Triêu Dương thâm nguyên sâu xa, Phương Triêu Dương ngang nhiên mua quan bán tước ở huyện Ninh Bắc, làm sằng làm bậy, Châu Thanh không thế không dính dáng đến, cứ coi là không tham gia vào trong đó, cũng khó thoát khỏi tội quen người không rõ ràng. Cơ hội tốt thuận lợi như thế, Liễu Tấn Tài không thể không tiện đó mà lợi dụng. Châu Thanh là phó bí thư thường ủy xếp thứ tư của thành ủy Đại Ninh, lại kiêm nhiệm chức bí thư kỷ ủy, cán bộ cấp chính phòng, sức lượng ở thành phố Đại Ninh không nói cũng rõ. Bây giờ ông ta gặp vấn đề, Liễu Tấn Tài tự nhiên nắm vững vàng vị trí này trong tay. Điền Văn Minh đảm nhiệm cán bộ cấp phó phòng lâu năm, lại là thư ký tiền nhiệm của bí thư tỉnh ủy Liêu Khánh Khai. Trước khi Liêu Khánh Khai về hưu, cuối cùng đưa ông ta lên cấp chính phòng là việc nên làm. Cứ như vậy, Ban cán sự bí thư thành ủy đại Ninh, phó bí thư chính năm người, Liễu Tấn Tài, Lưu Nham và thêm Điền Văn Minh, hệ Liễu chiếm vị trí vững chắc hơn rồi. Suy nghĩ đến chủ nhiệm thành phố Kim phó bí thư thành ủy là một lão trung lập, ít nhất ở ban cán sự bí thư, thị trưởng Đào Nghĩa Âu căn bản không có chỗ thừa ra, đối kháng với Liễu Tấn Tài, chính là trong hội thường ủy thành ủy, 13 bà thường ủy thành ủy, Liễu Tấn Tài cũng đã nắm chắc trong tay 5 phiếu dựa vào sự tôn trọng của bí thư thành ủy kim thường ủy tỉnh ủy tranh giành được hai phiếu vấn đề không lớn tính ra thì liễu tấn tài hoàn toàn nắm thành ủy đại ninh trong tay thành phố đại ninh có thể nói là chính thức tiến vào thời đại liễu tấn tài đương nhiên trong chuyện này cũng có vài biến số biến số lớn nhất từ tỉnh ủy liêu khánh khai về hưu xong không biết ai lên đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tuy nhiên tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thân ở quan trường ai cũng không thể nhìn quá xa. Không nói vấn đề não bộ điều khiển tốt hay không, mà là thực sự quá nhiều vấn đề phức tạp, chưa đến mức đó, không tiếp xúc được nhiều tin tức như vậy, như vậy cũng tốt. Mối quan hệ của chú Điền và thị trưởng Thạch khá căng thẳng, ở lại thành phố Bảo Châu, không lại đến lúc hai người lại bên thua bên thiệt. Liễu Tuấn suy nghĩ rồi nói, việc này, bác Liêu chắc là cũng đồng ý nhỉ, tạm thời chưa báo với bác ấy vội, hẳn là vấn đề không lớn. Liễu Tấn Tài trước mặt con trai, trừ trước đến giờ cũng rất thẳng thắn thành thật. Liễu Tuấn Biền gật đầu, con đi huyện Ninh Bắc, bàn gì với Bạch Dương rồi? Liễu Tấn Tài hỏi về tình hình ở huyện Ninh Bắc. Liễu Tuấn Biền nói lại mọi chuyện của tối nay ra cho bố nghe, ngay cả chuyện vương tổng va phải mình cũng không giấu. Liễu Tấn Tài Biền cười, cảm thấy thật là thú vị. Từ chỉnh đốn sản xuất an toàn mỏ than Việt, chọn việc này rất tốt, cần phải quan tâm đến an toàn tính mạng quần chúng nhân dân. Lúc Vương Triêu Dương chưa gặp rắc rối, bố đã nhắc nhở với ông ta rồi gần đây lại bận việc kêu gọi thương nhân thu hút vốn đầu tư không kịp để đến huyện ninh bắc xem xét thế này đi mấy ngày tới bố dành chút thời gian đến huyện ninh bắc cổ vũ cho tiểu a đầu bạch dương ban cán sự huyện ninh bắc cũng cần phải ổn định nếu không công việc cũng không triển khai tốt được cần phải cổ vũ cô ấy nếu không bác bạch sẽ có ý kiến mất liễu tấn tài liếc cậu ta một cái có chút không vui theo như con nói bố xuống huyện ninh bắc chủ yếu vẫn là để nịnh nọt trưởng phòng bạch à. Liễu Tuấn hài hước nói, công tư cả hai đều quan tâm, một mũi tên trúng hai đích, chương 445, bạn cũ xinh đẹp. Liễu Tuấn, Liễu Tuấn ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, nhìn về phía cửa, đây vốn là phòng làm việc trước kia của Bạch Dương. Sau khi Bạch Dương rời đi, Liễu Tuấn chẳng khách khí mà chiếm cứ. Điệu bộ này chính là tuyên bố với mọi người, chỉ cần Liễu Tuấn tôi còn ở bộ trường học đoàn tỉnh một ngày, Người đứng đầu ở đây chính là tôi, Trì Hiểu Ba đảm nhiệm bí thư đoàn tỉnh ủy, lại làm sao điều một trưởng phòng đến đây, cô vốn không có mối quan hệ phức tạp nào ở trung ương đoàn và tỉnh ủy, bí thư đoàn tỉnh ủy này hơi có nghĩa là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Liễu Tuấn không chỉ dựa vào hai vị thường ủy tỉnh ủy, có vẻ còn có thâm nguyên rất sâu sắc với Hà bí thư trung ương đoàn, nói ra thì hơi khó nghe, ở đoàn tỉnh ủy, Liễu Tuấn gần như bằng với tổ chức của Trì Hiểu Ba bí thư trì trừ khi não có vấn đề thì mới đắc tội với Liễu Tuấn. Trên thực tế, Vi An Bang rất đài, người uy vọng đoàn tỉnh ủy lớn nhất không phải trì hiểu ba là mà Liễu Tuấn. Mọi người miệng không nói, phía sau mang Vi An Bang rất đài, tuyệt đối là có bóng dáng của Liễu Tuấn. Nếu không thì không thể mà trùng hợp như thế được. Người này quả thật là giống với bố anh ta, là một con hổ cười, không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì chỉ có đưa vào chỗ chết, cả đời không ngóc đầu lên được tôm cá nhỏ khác thì ổn định một tí, đừng có làm đi làm lại nhiều lần. Một trưởng phòng cấp phó sở thế lực mạnh như thế, người đầu tiên trong lịch sử đoàn tỉnh ủy từ trước đến nay. Vì thế, tuổi liễu Tuấn tuy còn trẻ, người trong đoàn tỉnh ủy dám trực tiếp gọi tên thì không có nhiều. Chỉ là Trì Hiểu Minh cũng chỉ khách khí gọi là Tiểu Tuấn mà thôi. Đây chính là nguyên nhân mà Liễu Tuấn có chút không ngờ tới. Ở cửa là một cô gái trẻ thân hình cao ráo, vì bị phản quan, trong một chốc, Liễu Tuấn không nhìn rõ mặt cô ấy, mời vào, Liễu Tuấn rất khách sáo nói, y có thể kết luận người đến không phải là đồng nghiệp đoàn tỉnh ủy, cô gái ấy chậm chậm bước vào, Liễu Tuấn nhìn rõ rồi, là một cô gái tuổi ngang ngang với mình, mặc một tớ strip ngắn tay màu vàng rẻ tiền và chiếc quần dài xanh nhạt, đi đôi giày cũng rẻ tiền, nhưng nhìn cả người thì lại không hề rẻ tiền chút nào, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, thanh tú, cũng có chút trang điểm, trông rất kiều mị, xinh đẹp đặc biệt là thân hình rất chuẩn, bộ ngực đẩy đà, có vẻ còn hơn cả đại tiểu thư hà, đôi chân dài trong chiếc quần dài màu xanh nhạt khiến hình dáng như ẩn như hiện. Theo con mắt của Liễu Tuấn mà nói, chỉ luận nhan sắc, cô gái này chỉ có thể ở tầm trung, như thân hình lại tuyệt đối có thể nói là tuyệt vời. Liễu Tuấn, còn nhớ mình không? Cô gái xinh đẹp khẽ mở môi, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói cũng rất dễ nghe, hơi có vẻ quyến rũ, sắc mặt có chút lo lắng thế này khiến cho liễu tuấn có chút bị động sắc mặt có một chút xấu hổ nghe cô gái này nói như thế hẳn là cô ấy đã gặp liễu tuấn rồi vậy mà liễu tuấn lại không hề nhớ ra là ai tuy nhiên điều này thì không thể nói ra được nếu nói ra thì thật là đã kích quá đặc biệt là đối với người con gái hết sức xinh đẹp mê người thế này lại càng đã kích hơn có vẻ cô gái xinh đẹp đều có thể trở thành tiêu điểm ở đâu đó không nhớ người ta từ trước đến giờ đều là đặc quyền của con gái xinh đẹp vì những người đàn ông mượn cớ đến gần cô ấy thực sự là nhiều không đếm xuể thế thì sao mà nhớ được chứ liễu tuấn thế nào mà dám không nhớ người ta trong nháy mắt trong trí óc liễu tuấn hiện lên hình như có một chút ấn tượng nhưng thật là quá mờ nhạt không thể nhớ chính xác được tôi là long diễm lệ là sinh viên sắp tốt nghiệp trường thủy lợi thành phố đại ninh báo danh tham gia hoạt động chi giáo không lâu trước đây anh còn bồi dưỡng cho chúng tôi một buổi rồi đấy. Long Diễm Lệ vừa nói ra, Liễu Tuấn liền thoải mái, thì ra là thế. Hoạt động chi giáo đã đến giai đoạn lâm chiến, nhân viên và khu chi giáo đã vào vị trí cả rồi. Bạch Dương Liễu Tuấn và Dương Hư Hoa ba người chính phó trưởng phòng của bộ trường học đều lần lượt tham gia lớp huấn luyện chi giáo hơn 500 sinh viên đại học, vài trăm người cùng lên lớp, chủ yếu là giảng giải ý nghĩa to lớn của hoạt động chi giáo và một vài việc cần phải chú ý, tiêu chuẩn là hai buổi học ngoài ra còn có hai buổi thảo luận tự do cũng là một buổi sáng hoặc một buổi chiều có vẻ cô nương này lúc tọa đàm không hề phát biểu nhìn qua một cái liễu tuấn không thể nhớ nổi tên cô ấy thế nên cũng không gọi là quá đáng xin chào long diễm lệ mời ngồi liễu trưởng phòng chào rồi mời long diễm lệ ngồi lại còn đích thân đi pha trà cho cô ấy nhưng cũng không phải là liễu trưởng phòng gặp người xinh đẹp mà mới ân cần như thế liễu tuấn rất quy củ chỉ là đối với đồng sự đoàn tỉnh ủy mà nói, mọi người đều qua lại với nhau về công việc, ngày ngày gặp mặt, quá, thân thiết, cũng không phải là chuyện hay. Đối với nhân viên ngoài đơn vị hay nhân dân quần chúng như Long Diễm Lệ thế này, liễu trưởng phòng từ trước đến nay đều rất khách sáo. Đây cũng là những điều mà liễu bí thư răng dạy, không được nên ngang trước quần chúng và các cán bộ. Cảm ơn, Long Diễm Lệ nhanh chóng đứng dậy nhận lấy cốc trà, rồi lại len lén nhìn liễu tuấn cũng không biết là do hiếu kỳ hay là ngưỡng mộ, Liễu Tuấn con người tuấn tú lịch sự này nữa. Có lẽ là cả hai cũng nên, Liễu Tuấn mỗi lần lên lớp bồi dưỡng cho học sinh hoặc là làm công tác giáo dục tư tưởng, chỉ cần vừa giới thiệu thân thế của cậu ta, nhất định sẽ gây xôn xao một trận, hơn nữa, không thể phủ định, Liễu Trưởng phòng thật là đẹp trai, trẻ tuổi tuấn tú, địa vị lại cao, dù mọi người có không biết cậu ta là công tử của bí thư thành ủy đại Ninh, cũng cảm thấy hết sức ngưỡng mộ liễu tuấn ngồi xuống ghế xô ép pha đối diện mỉm cười bạn long diễm lệ có điều gì cần tôi giúp đỡ chăng khuôn mặt xinh xắn của long diễm lệ đỏ lên nhẹ nhàng lắc đầu liễu tuấn liền gãi đầu không phải là muốn cậu ta giải quyết vấn đề vậy mục đích của long diễm lệ là gì lẽ nào muốn cậu ta ký tên lên áo à liễu tuấn tự thấy chưa đến mức nồng nhiệt như thế mà cậu ta cũng đâu phải là chu nhuận phát liễu tuấn quê bạn ở huyện hướng dương à trong lúc liễu tuấn đang gãi đầu long diễm lệ nhẹ nhàng hỏi ừ quê tôi là ở huyện hướng dương trong đầu liễu tuấn lại càng nghi ngờ hơn sao lại muốn điều tra tung tích chứ tôi cũng là người huyện hướng dương long diễm lệ đổi sang giọng người huyện hướng dương thần sắc rất phấn chấn ồ thế thì là đồng hương rồi liễu tuấn giọng điệu cũng có vẻ nhiệt tình hơn thành thực mà nói theo như tuổi tác tâm lý của liễu tuấn cậu ta sớm đã qua cái giai đoạn đồng hương gặp nhau nước mắt đầm biệt rồi huống hồ địa vị của cậu ta lại cao như thế không biết muốn tiếp cận liễu gia liễu tuấn giọng điệu có phần nhiệt tình như vậy thật là diễn xuất quá liễu tuấn hồi tiểu học có phải bạn học ở trường tiểu học huyện hướng dương không long diễm lệ lại dò hỏi đúng rồi liễu tuấn thuận miệng trả lời rồi lại nghĩ ngay ra và nói đợi đã bạn bạn là long diễm lệ nhà bạn ở phố cũ chúng ta là bạn học cũ liễu tuấn bỗng dưng nghĩ ra long diễm lệ liền cười nụ cười thật là xinh đẹp. Đúng rồi, là mình đây. Ai da, bạn cũ, lâu rồi không gặp, thật là ngại quá. Tôi suýt nữa không nghĩ ra. Liễu Tuấn lại đứng dây, bắt tay với Long Diễm Lệ. Hồi lớp 3, cậu ta toàn trốn học. Phần lớn thời gian là ở ban vì nhân dân phục vụ của huyện Hướng Dương, giúp người ta sửa TV, đài, kiếm ra những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời. Đối với phần lớn bạn học, dường như gặp nhưng mà không nhớ. Long Diễm Lệ này cũng không biết là tồn tại trong ký ức của kiếp trước hay tiếp này nữa. Tất cả đều hỗn loạn. Nói chung thì những việc quá lâu, ngay cả bản thân Liễu Tuấn đều rất loạn, bây giờ cậu ta đã dùng một vài câu ngắn gọn viết lại việc đại sự sau này xảy ra ra một quyển sổ. Ví dụ chính biến Liên Xô, trong quyển sổ của cậu ta viết một vài chữ đơn giản như phương Bắc 89, những người khác thỉnh thoảng thấy cậu ta viết vài sổ những điều như vậy, trong chốc lát cũng không biết nó có nghĩa là gì cậu ta nhất định phải viết lại, cùng với sự trôi đi của thời gian, ký ức của kiếp trước càng ngày càng mơ hồ. Không cẩn thận thì sẽ nhanh chóng quên mất. Chốc chốc lại mở sổ ra xem, như một hình thức ôn tập, để những ký ức trong kiếp trước được sống lại trong trí óc. Tiên tri này đối với y là rất quan trọng, nhưng đột nhiên lại gặp bạn cũ trong phòng làm việc, Liễu Tuấn thật sự rất kích động. Đúng là bạn rồi, Liễu Tuấn. Đúng là bạn rồi, Long Diễm Lệ cũng rất vui vẻ nắm chặt tay liễu tuấn không ngừng nói mình vốn cũng không dám khẳng định bây giờ bạn thật là khác quá liễu tuấn vỡ lẽ chả trách cô vừa vào không gọi là liễu trưởng phòng mà lại gọi là liễu tuấn cũng không dám nhận là bạn học cũ mà từng bước từng bước nhắc cho liễu tuấn nhớ ra thì ra cũng sợ nhận nhầm rồi lại làm trò cười cho người ta sợ người ta biết cô ấy tùy tiện đến đoàn tỉnh ủy nhận bạn học cũ kết quả không phải lại gây trò cười trên khuôn mặt trẻ trung của cô gái bỗng căng thẳng, Liễu Tuấn nhìn lại Long Diễm Lệ một lượt, mỉm cười, nói, "Bạn còn khác hơn tôi, đúng là con gái lớn rồi có khác." Thật xinh đẹp, hình ảnh hồi nhỏ Long Diễm Lệ dần dần hiện lên trong đầu của Liễu Tuấn, đương nhiên, chỉ là hình dáng qua qua, chứ muốn nhớ lại hoàn toàn hình ảnh hồi nhỏ của cô ấy thì cũng không thể. "Liễu Tuấn, bạn thật là biết ăn nói." Long Diễm Lệ bèn nở nụ cười, Liễu Tuấn giơ tay xem đồng hồ, sắp hết giờ làm rồi liền nói, đi, bạn học cũ, cùng nhau đi ăn cơm đi. Đã mười mấy năm rồi, Long Diễm Lệ cũng không khách sáo, chân thành đứng dậy, thản nhiên cười với Liễu Tuấn. Cô ấy đợi đến bây giờ mới vào thăm thì ra cũng là muốn cùng được ăn cơm trưa với Liễu Tuấn. Xe của Liễu Tuấn vẫn là chiếc Santana cũ đó, bên ngoài thì hơi cũ một tí nhưng bên trong đã thay mới hết rồi. Vì An Bang bị lật đổ, Lâm Minh Nghĩa hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, nhất thời không thể đến gây phiền phức cho anh ta. Liễu Tuấn hơi coi trọng một chút không vội, bạn học cũ, đồ ăn Tây hay đồ Trung Quốc đây? Liễu Tuấn cười hì hì hỏi, tùy bạn quyết, mình là khách tùy theo ý chủ mà. Long Diễm Lệ mỉm cười nói, vậy chúng ta đến nhà hàng Tây. Tôi gọi đồ ăn Trung Quốc, còn tùy bạn. Tháng 4 năm này, đoàn tổ thành phố Đại Ninh tham gia hội thương giao của thành phố Nam Phương, giành được kết quả vô cùng lớn, tháng 5 trong hội giao dịch thương phẩm tỉnh N lần đầu tiên thành phố Đại Ninh tổ chức cũng giành được những thành tựu hết sức to lớn. Kinh tế thành phố Đại Ninh bắt đầu chuyển biến rõ rệt, dần dần bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Mức độ phồn hoa của thành phố Đại Ninh so sánh với việc liễu tuấn tài vừa đến, đã có một sự khác biệt rất lớn. Các khu vui chơi giải trí, các nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ mọc lên như nấm. Đặc biệt là quảng trường Thiên Mã và quảng trường Thập Nhất, và xây dựng một con phố thương nghiệp hoàng kim giữa hai quảng trưởng vì sự có mặt của các bất động sản như trí nghiệp hoa hưng phát triển càng bừng bừng khí thế hơn liễu tuấn đưa long diễm lệ đến một nhà hàng tây mới mở chưa được bao lâu liễu tuấn không phải là kiệt sĩ không muốn dẫn bạn đến nhà hàng lớn ăn cơm cậu ta cảm thấy hai người đến một nhà hàng lớn gọi một đống đồ thì thật là lãng phí với địa vị thân thế của cậu ta hiện nay hoàn toàn không cần phải tỏ vẻ nhà giàu mới nổi làm gì hai suất cơm một suất sườn xào một suất thịt bò hầm một bát canh gà một suất tim rau xào liễu tuấn vẫn như trước không ăn cơm lá sen thì ăn cơm bảo tử nhà hàng tây làm cơm trung quốc cũng là làm theo khẩu vị của cư dân thành phố cơm lá sen khá thanh đạm thích hợp với khẩu vị của thành phố nam phương khẩu vị người thành phố đại ninh hơi mặn hơi cay cơm bảo tử rất đặc sắc long diễm lệ ngồi đối diện với liễu tuấn trên khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp không nói một tiếng bạn học cũ, bạn ăn gì?" Liễu Tuấn hỏi. "À. Không phải bạn vừa gọi hai suất cơm rồi sao?" Long Diễm Lệ có chút ngạc nhiên, Liễu Tuấn cười lên, "Thì ra cô ấy tưởng có một suất cơm là gọi cho cô ấy, không phải vậy, sức ăn của tôi lớn, một bữa tối thiểu phải ăn hai phần. Bạn muốn ăn gì thì cứ gọi đi." Liễu Tuấn nói, rồi đưa menu cho Long Diễm Lệ, "Thì ra là vậy." Long Diễm Lệ thở một cái, nhận lấy menu, dùng ngón tay cái và ngón trỏ ba ngón tay còn lại lần lượt nhếch lên cố gắng khiến cho động tác của mình nhìn trông nho nhã cao quý chỉ hơi tỏ vẻ làm vài động tác mà thôi tên liễu tuấn này cũng có thể hiểu con gái trẻ trung xinh đẹp đều muốn biến mình thành thục nữ Ừ, cho tôi một suất bò bí tết chín chín một chút liễu tuấn âm thầm cảm thấy buồn cười xem ra giáo phái của hà mộng doanh môn đồ không ít muốn ăn thịt bò bít tết giả làm thục nữ mà lại sợ sống ăn không nổi thật là rắc rối một lát sau thức ăn được mang đến hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc lại những câu chuyện thuở nhỏ mà đầy hết sức vui vẻ. Long Diễm Lệ trước vốn cùng lớp với Liễu Tuấn, sau đó Liễu Tuấn trực tiếp được vào cấp 2, hai người không cùng lớp nữa. Kết quả học tập của Long Diễm Lệ không phải là tốt lắm, ông 2 năm mới thi vào cao đẳng vì thế năm nay mới tốt nghiệp, tuy nhiên cũng không vấn đề gì, lúc đó, tốt nghiệp cao đẳng cũng được phân công việc. Liễu Tuấn, hoạt động chi giáo lần này 200 biên chế công việc sẽ phân phối thế nào? Long Diễm Lệ như thuận miệng nói ra, ánh mắt lộ ra đầy hy vọng. Liễu Tuấn bỗng trùng mình, mỉm cười đáp, điều này cần phải xem biểu hiện trong thời gian hoạt động chi giáo, thể hiện tốt thì xem xét tình hình cụ thể giải quyết. Ồ, thì ra là thế, Long Diễm Lệ khẽ nói lại một tiếng, rồi cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Liễu Tuấn cũng vậy, nói một vài chuyện phiến, ăn hết sơm rồi đưa Long Diễm Lê về trường Thủy Lợi. Liễu Tuấn, sau này, mình có thể đến gặp bạn được không? Long Diễm Lệ hỏi một cách e dè. Liễu Tuấn cười, đương nhiên là được rồi. Bạn cũ mà, lúc nào cũng hoan nghênh, Long Diễm Lệ liền cười đầy vẻ thích thú, vui vẻ đi vào trường, chốc chốc lại quay đầu lại vẫy tay Liễu Tuấn. Chương 446, Trung Kỷ Ủy, Hội Ủy viên Kỷ luật Trung ương, điều tra Điền Văn Minh. Việc Điền Văn Minh được điều đến nhiệm chứa bí thư thị kỷ ủy, phó bí thư thành ủy Đại Ninh không những gặp phiền toái, hơn nữa xem ra rắc rối lại không nhỏ, Liễu Tấn Tài rất đau đầu vì việc này. Ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc Liễu Tuấn một lần nữa trở về rất muộn từ huyện Ninh Bắc, thấy ba y từ thư phòng đi ra, đứng hút thuốc ở hành lang, lông mày nhíu lại, đây cũng là thói quen của Liễu Tấn Tài. Ở trong phòng quá lâu, lúc choáng ván vì phê duyệt văn kiện, ông ta sẽ ra ngoài hít thở không khí, bình thường thì không hút thuốc. Nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết, ông ta cũng sẽ từ thư phòng đi ra, như dáng vẻ bây giờ, không ngừng hút thuốc, thỉnh thoảng còn đi đi lại lại liễu tuấn vừa nhìn là biết ba đang gặp chuyện khó nhanh chóng bước lên lầu đi thẳng tới hỏi liễu tấn tài nhìn y một lát không nói gì tiếp tục hút thuốc liễu tuấn cũng không vội rút ra một điếu thuốc rồi tự mình châm hút cùng với ba lặng lẽ đứng hút thuốc ở đó nguyễn bích tú xem tv trong phòng khách chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn lên lầu ánh mắt đầy vẻ lo lắng ân cần một lúc sau trên ngón tay liễu tấn tài chỉ còn lại đầu thuốc lá những vẫn không nói năng gì quay mình lại bước vào thư phòng không đóng cửa. Liễu Tuấn cũng cùng với ba đi vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Liễu Tấn Tài ngồi xuống ghế xô ép pha, mày vẫn nhíu lại. Liễu Tuấn rót trà cho ba rồi cũng rót trà cho mình, rồi ngồi đối diện đó. Vừa từ huyện Ninh Bắc về hả? Liễu Tấn Tài bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vâng, Liễu Tuấn gật đầu. Tình hình ở đó của Bạch Dương thế nào rồi? Liễu Tuấn bèn cười, vẫn rất tốt. Thời gian này chủ yếu là đến các đơn vị của huyện và các vùng trong thị trấn. Liễu Tấn Tài vẫn nhớ lời hứa, trước đây không lâu đích thân đến thị sát huyện Ninh Bắc, một mình tìm nói chuyện với Bạch Dương, Bành Thiếu Hùng và một lãnh đạo huyện ủy chủ yếu. Động viên Bạch Dương, cho dù gặp bất cứ việc khó khăn nào chính quyền thành ủy đều là hậu thuẫn vững chắc của cô ấy, lúc nói với Bành Thiếu Hùng và một vài lãnh đạo khác thì dặn dò bọn họ đoàn kết nhất trí, phối hợp công việc tốt với Bạch Dương. Xem như có một thái độ ủng hộ rõ ràng với Bạch Dương, Liễu Tấn Tài hành động này không thể chỉ trích Mặc dù Bạch Dương có phải là con gái của Bạch Kiến Minh hay không, cô ấy đã là bí thư huyện ủy Ninh Bắc, thành ủy đương nhiên phải ủng hộ cô ấy. Liễu Tuấn lần này không phải mà đến chỉ để gặp Bạch Dương, ngay buổi sáng đã đi rồi, đầu tiên là đến trường trung học thất lĩnh trùng. Đi cùng với Liễu Tuấn là Vương Nghị Nhiên, lý sự trưởng hội thanh cơ. Mục đích lần này là quyên góp từ thiên tặng những đồ dùng học tập như cặp sách, giấy bút, sách vở. Hà Mộng Doanh quyên tặng những đồ này, không hề chỉ rõ đối tượng quyên tặng, mà để cho hội thanh cơ xử lý. Vương Nghị Nhiên biết trường Trung học Thất Lĩnh Trùng là trường mà Liễu Tuấn khá quan tâm, nên trong đối tượng quyên góp thêm tên của trường Trung học Thất Lĩnh Trùng này vào. Sau khi Vi An Bang bị lật đổ, Trì Hiểu ba nhiệm chức bí thư đoàn tỉnh ủy, Vương Nghị Nhiên hối hận, sớm biết như vậy, lần đó ở khách sạn Thu Thủy không nên uống rượu say, phơi bày hết ra tâm tình của bản thân, hối hận kết giao Liễu Tuấn. Kết quả rơi vào cảnh hai bên đều không lấy lòng được, từ lần say rượu đó liễu tuấn không quan tâm đến ông ta vương nghị nhiên cũng biết biểu hiện của mình thật là chẳng ra sao những ngày này luôn tìm cách lấy lòng liễu tuấn ví dụ lần tặng đồ dùng học tập quyên góp cho trường trung học thất lĩnh trùng này vốn liễu tuấn người phụ trách bộ trường học này không phải quan tâm ngay cả vương nghị nhiên cũng không phải để ý đến vương nghị nhiên coi trọng như thế này thật là muốn tăng thể diện cho liễu tuấn nhưng cơ hội này dần dần phản cảm đối với ông ta của liễu tuấn cũng bớt đi Liễu Tuấn vốn dĩ không định đi, suy nghĩ đến thời gian không gặp được Bạch Dương, trong lòng cũng có chút nhớ nhung, mới đồng ý đi. Hơn nữa, chán ghét một người không cần phải thể hiện ra mặt, bất luận thế nào, Vương Nghị Nhiên cũng vẫn là lý sự trưởng của hội thanh cơ, là cán bộ lãnh đạo trung tan của đoàn tỉnh ủy. Liễu Tuấn cũng cần giữ thể diện nên đi, không cần thiết phải đắc tội đưa người ta đến chỗ chết, nhưng Vương Nghị Nhiên muốn lên xe của Liễu Tuấn, căn bản là không thể được buồn cười là Vương Nghị nhìn bản thân cũng chưa biết, điều này cũng khó trách, không phải đầu óc ai cũng thông minh cả. Hơn nữa nỗ lực muốn tới gần Liễu Tuấn, chung quy không phải là chuyện xấu. Chuyến đi này của Liễu Tuấn tất nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của thầy trò trường trung học thất lĩnh trùng. Trương Hiểu Mạng vài ngày trước đã chính thực điều đến khoa thư ký ban huyện ủy, đảm nhiệm chức bí thư chính của Bạch Dương, bí thư huyện ủy. Dịch hàng vẫn làm hiện trưởng trường trung học thất lĩnh trùng, chỉ là địa vị có sự biến đổi quá lớn, trước đây ông ta chỉ là một phó chủ nhiệm huyện giáo ủy, huyện giáo ủy có việc gì lớn rất ít khi thông báo cho ông ta tham gia. Bây giờ cũng hay lên huyện thành tham gia hội nghị giáo ủy, hơn nữa rất có tiếng nói trong hội nghị, mọi người rất tôn trọng ý kiến của phó chủ nhiệm dịch, điều này gọi là làm quan huyện không bằng quản lý hiện tại, trước đây mọi người nhìn với tư cách là bạn học cũ của công tử bí thư thành ủy giữ thể hiện cho y bây giờ trương hiểu mạng đảm nhiệm thư ký bí thư huyện ủy sự tôn trọng này càng lớn hơn hơn nữa còn là sự tôn trọng thực sự đối với những biến đổi này dịch hàng bình thường thoáng như trong mơ mặc dù không ở cùng nơi với vợ tối thứ bảy mới có thể đến huyện thành nhưng tinh thần phấn chấn làm việc cũng tốt hơn sau khi ăn trưa ở trường trung học thất lĩnh trùng xong vương nghị nhiên và xe của hội thanh cơ trở lại khu vực thành phố liễu tuấn cùng với dịch hàng vào huyện thành Tiểu ngoan đồng vừa đến, bí thư bạch lập tức trốn làm, hai người nói chuyện với nhau cả một buổi chiều ở phòng số một khách sạn Thiên Nga. Nhưng lại là để cho đôi vợ chồng phân cách, dịch hàng và trương hiểu mạng có cơ hội gặp nhau trò chuyện tâm tình. Ban nhân sự ở huyện Ninh Bắc đã được thiết lập lại, 11 thường ủy huyện ủy, lưu nhiệm chỉ có 3 người, trong đó bao gồm Thạch Trong, phó huyện trưởng thường ủy trước đây. Thạch Trọng ước nguyện được thực hiện, đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường vụ kim thường ủy huyện ủy. Bành Thiếu Hùng bị nếm một đòn ở việc này, phải chấp nhận đề nghị của Bạch Dương, điều chỉnh phân công phó huyện trưởng. Thành ủy đã đồng ý thạch trọng đảm nhiệm thường ủy huyện ủy kim phó huyện trưởng thường vụ, thì phải giao phó cho người ta quyền lục của phó huyện trưởng thường vụ. Bành Thiếu Hùng lần này cũng không còn cách nào khác, ba vị thường ủy khác đều từ những nơi khác được điều đến tạm thời, không hiểu rõ sự việc, vẫn còn đang trong thời kỳ hòa hợp. Sau khi Liễu Tuấn và Bạch Dương nói chuyện cả buổi chiều với nhau xong, lại mời vợ chồng dịp hàng ăn cơm, rồi mới trở về thành phố Đại Ninh, công việc của huyện Ninh Bắc, con không nên can thiệp quá nhiều, cần phải cẩn trọng. Hơn nữa, Bạch Dương cũng cần rèn luyện, con quản quá nhiều, không phải là giúp cô ấy, mà chính là hại cô ấy, hiểu không? Liễu Tấn Tài chậm rãi nói, lời nói này cũng thì chỉ có lúc cha con trong gian phòng bí mật mới có thể nói. Nếu người khác nghe được, không chừng người ta lại kinh ngạc, sao? Đường Đường là một bí thư huyện ủy lại cần sự dạy bảo của một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, "Vâng, con biết rồi." "Cũng chỉ là đưa cho chị ấy một vài ý kiến, đề xuất, sợ chị ấy một số vấn đề suy nghĩ không thâu đáo." Liễu Tấn Tài gật đầu, đánh trống không cần phải dùng búa tạ, Liễu Tấn Tài tin con trai của mình sẽ hiểu được sự đúng mực. Còn với tình cảm khác thường bí mật giữa Bạch Dương và Liễu Tấn Tài, Liễu Tấn Tài lại chưa bao giờ đoán đến, nguyên nhân vì tuổi tác giữa hai người khác biệt, ba ba vừa nãy hình như gặp phải chuyện gì phiền não phải không? Liễu Tuấn hỏi, ừ, là về việc của chú Điền. Liễu Tấn Tài nói, chú Điền. Lẽ nào việc điều động của chú ấy gặp rắc rối? Liễu Tấn Tài có chút kinh ngạc, theo lý có Liêu Khánh Khai ở tỉnh Ủy, việc điều nhiệm Điền Văn Minh đáng nhẽ không xảy ra điều gì ngoài ý mới đúng. Liễu Tấn Tài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải việc điều động gặp rắc rối, mà là điều Văn Minh đã gặp rắc rối, tự mình xảy ra vấn đề. Liễu Tuấn hết sức ngạc nhiên vấn đề gì vậy ạ à? liễu tấn tài hút vài hơi thuốc chậm rãi nói có người khắp nới cáo trạng nói chú ấy có vấn đề về kinh tế lúc đảm nhiệm chỉ huy trưởng bộ chỉ huy xây dựng lại tuyến quốc lộ ăn hối lộ của công ty xây dựng số 2 của thành phố bảo châu ngoài ra cũng có người phản ánh vấn đề tác phong của chú ấy liễu tuấn có chút choáng váng đích danh tố cáo ai dám nêu đích danh liễu tấn tài lắc đầu đây cũng là những lời chỉ có hai ba con trong lúc này mới có thể nói ra vì thư nặc danh quá nhiều nghiêm trọng gây nhiễu khiến cho bộ chính quyền và ủy ban kỷ luật thụ lý án rất nhiều đều là có lỗ trống thì gió mới lùa vào hao phí rất nhiều nhân lực và thời gian để điều tra cuối cùng phát hiện tình hình có lẽ có rất nhiều ngược lại thì ảnh hưởng tới nhiều vấn đề vì thế bây giờ bộ môn chính trị và pháp luật ủy ban kỷ luật thông thường đều không quan tâm tới thư nặc danh chỉ có những thư nặc danh xem ra hợp tình hợp lý chứng cứ xác thực thì mới tiến hành điều tra nhưng những thư đích danh thì nhất định phải điều tra chỉ có điều là người đích danh chỉ ra thì lại rất ít Vi An Bang nhanh chóng bị lật đổ mấu chốt là chủ nhiệm hạ của sở quản lý quảng trường thiên mã đích danh tố cáo hơn nữa là đích thân đến ủy ban kỷ luật tỉnh đưa thư tố cáo không nghi ngờ đằng sau việc này là Liễu Tuấn suối dục vài người như Trình Tân Kiến cũng nhân cơ hội này thúc đẩy để đi đến thành công ngoài ra Vi An Bang chỉ là phó bí thư đoàn tỉnh ủy không có quyền lực gì nhiều nên chủ nhiệm hạ mới dám làm như thế nhưng điền văn minh là ai cơ chứ nhân vật thứ ba của thành ủy bảo châu là bí thư tiền nhiệm của bí thư tỉnh ủy liêu khánh khai trong tỉnh n ai dám đích danh tố cáo ông ta cứ coi là nội dung thư là thật lật đổ điền văn minh thì thế nào người tố cáo này có lẽ cũng không phải là thánh nhân bản thân không có tì vết nào lẽ nào có người chống đỡ đằng sau nghe nói là thư nặc danh liễu tuấn đầu tiên thở vào một cái lập tức hiểu ra sự tình e là không đơn giản như vậy, nếu không bố y đã không nhăn nhó mặt mày như vậy, kỳ thật đơn thuần là tố cáo, vấn đề cũng không lớn, việc có lỗ hổng thì mới có gió lùa vào này, cũng không sợ điều tra, quan trọng là thư tố giác này là ban kỷ luật trung ương chuyển xuống, lại kèm theo chữ ký của phó bí thư tưởng của ủy ban kỷ luật trung ương, yêu cầu điều ủy ban kỷ luật tỉnh thận trọng xem xét, quả nhiên, Liễu Tấn Tài nói ra chỗ mấu chốt của vấn đề Phó bí thư tương của Ủy ban kỷ luật Trung ương, Liễu Tuấn có chút sửng sốt, phó bí thư tương cũng là thành viên lớn cấp chính bộ, lai lịch tất nhiên rất lớn. Điều này cũng đúng thôi, điều Liễu Tuấn ngạc nhiên là vì sao ông ta lại đích thân chỉ thị. Theo bình thường, vấn đề của một phó bí thư thành phố, Ủy ban kỷ luật tỉnh hoàn toàn có thể tự quyết định điều tra thế nào, đặc biệt là Điền Văn Minh là thư ký tiền nhiệm của Liêu Khánh Khai, phó bí thư tương làm như thế không phải là công khai đối đầu với Liêu Khánh Khai hay sao? Có chút không hợp với quy tắc mà, người bên Hồ Vi Dân, Liễu Tuấn hỏi dò, Liễu Tấn Tài cười nhạt một cái, lắc đầu, đôi mắt của Liễu Tuấn bỗng nhiên thu lại, lộ ra một vẻ cực kỳ kinh ngạc. Liễu Tấn Tài nhìn thấy con trai như vậy là biết y đã hiểu được chỗ quan trọng của vấn đề, hơi hơi gật đầu, nếu là Hồ Vi Dân muốn cản trở, hoặc là đào nghĩa Âu ngăn cản việc Điền Văn Minh điều nhiệm thành phố Đại Ninh, trong tình hình này, nhất định liễu tấn tài có quyền tuyệt đối lời nói ở thành phố đại ninh không phù hợp với lợi ích của hồ vi dân và đào nghĩa âu nhưng phó bí thư tương lại không phải là viện binh của hồ vi dân hay là đào nghĩa âu chính là thành viên lớn quan trong của trương quang minh chỉ thị này của phó bí thư tương trên thực tế thay mặt cho thái độ của trương quang minh trong việc này trương hệ cũng không muốn thành phố đại ninh biến thành thành phố bảo châu thứ hai một lần nữa trở thành hậu hoa viên của liêu khánh khai và nghiêm ngọc thành liễu tuấn trầm ngâm chậm rãi nói, Trương tỉnh trưởng có đề tên người được tuyển chọn cụ thể ra không? Có. Phó chủ nhiệm cung văn phòng chính quyền tỉnh, Liễu Tuấn bèn gật đầu, bỗng nhiên cười, nói, Trương tỉnh trưởng chí lần này thật không nhỏ, ánh mắt không chỉ có thế này, Liễu Tấn Tài nhìn con trai một lát, không nói gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đồng ý với phân tích của Liễu Tuấn, một thành phố đại ninh, kỳ thự là không đáng để Trương Quang Minh mạo hiểm như này ông ta đang dần dần đứng vững tại tỉnh N, không thể thiếu thái độ hợp tác giữa ông ta và Lưu Khánh Khai ra tay với Điền Văn Minh, Trương Quang Minh xem ra muốn tranh vị trí bí thư tỉnh ủy này. Nếu tranh vị trí này, ngoài việc có chiến tích cũng đủ ra, bản thân Trương Quang Minh cũng cần thể hiện năng lực trong tay của mình một chút, hy vọng có thể đạt được sự thừa nhận của tầng lớp cấp trên. Ngoài ra, ông ta cũng thực sự không thể nhìn hai thành phố kinh tế lớn mạnh nhất tỉnh N đều trong tay Lưu hệ nếu không cho dù ông ta có thuận lợi lên chức chỉ sợ cũng không được lâu sau khi liêu khánh khai về hưu đến thủ đô dưỡng lão còn tốt một chút nếu không ở tỉnh n dưỡng lão lại có một bí thư tiền nhiệm thế lực mạnh như thế ở đây trương quang minh lại phải kiên kỵ không ít ủy ban kỷ luật tỉnh đang phái tổ điều tra đến thành phố bảo châu liễu tấn tài nói liễu tuấn cười phó bí thư tương đã đích thân chỉ thị ủy ban kỷ luật tỉnh tất nhiên phải tiến hành điều tra doãn bảo thanh bây giờ cũng tiến đến gần với trương quang minh rồi tuy nhiên có thế điều tra vấn đề của điền văn minh hay không không phải là mấu chốt mấu chốt là thời gian bây giờ châu thanh đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh song quy vị trí bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đại ninh trống thế này không thể đợi quá lâu cái mà trương quang minh đánh vào chính là thời gian liệu tuấn thậm chỉ có thể dự tính chỉ cần người được tuyển chọn bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đại ninh xác định ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức có kết luận trong việc điều tra điền văn minh hơn nữa chắc chắn kết luận là trong sạch mục đích của trương quang minh chỉ là muốn nắm vị trí bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đại ninh trong tay chứ không hề có ý đắc tội với liêu khánh khai liễu tuấn nghĩ một lát bỗng nhiên cười lên nói bố con có một cách có thể thử xem liễu tấn tài nhìn y một lát lãnh đạm nói treo đầu dê bán thịt chó liễu tuấn liền cười đúng thế phòng hội nghị thứ nhất ủy ban tỉnh n hội thường ủy tỉnh ủy đã mở được hơn một tiếng không khí vẫn khá là dung hòa trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười nhạt trong đó nụ cười của bí thư chính pháp ủy hồ vi dân là vui vẻ nhất trương quang minh trực tiếp lên mặt với liêu khánh khai đối với hồ vi dân mà nói tất nhiên là việc đáng để vui mừng rồi đề tài bàn luận tiếp theo là về việc đề người nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố đại ninh kiêm bí thư ủy ban kỷ luật thành phố trưởng phủng chức tỉnh ủy dương nghi an nâng kính viền đen lên chậm rãi nói tất cả thường vụ hai mắt đều hiếp lại nghiêm chỉnh mà nói đây là lần đầu tiên trương quang minh trong nhiệm kỳ hai năm mà có ý kiến trái ngược với liêu khánh khai có lẽ sắp xếp nhân sự trước đây trương quang minh cũng chưa chắc hoàn toàn đều đồng ý với liêu khánh khai chỉ là một là liêu khánh khai làm việc cũng để cho trương quang minh một vài chỗ hai là trương quang minh độc thân đến tỉnh n luôn luôn nỗ lực thiết lập vòng tròn của mình cứ xem trước mắt trương hệ đã đủ ngang hàng với hồ hệ rồi nhưng với liêu hệ thì vẫn có cách biệt lớn lắm, tùy tiện gây hấn, không phù hợp với tác phong từ trước đến giờ của Trương Quang Minh. Bây giờ, Trương Quang Minh bỗng nhiên xuất chiêu, dụng ý mọi người đều rõ, Trương Quang Minh là chuẩn bị cho việc thay ban. Giả sử Trương Quang Minh đủ khả năng tiếp tục thay ban, đối với hệ hồ mà nói, thì khá là có lợi. Trương Quang Minh làm bí thư tỉnh ủy, trong chốc lát, thế lực của ông ta không thể phát triển mạnh bằng trình độ của Liêu Khánh Khai hiện tại được. Mặt khác, cùng với việc Liêu Khánh khai về hưu, thế Liêu Hệ ban đầu nhất định cũng phát sinh phân hóa, nghiêm Liễu Dương là một khối, Diệp Xuân Lân và Chu Ba lại là một khối, thế này không thể hình thành hợp lực có hiệu quả. Nếu tỉnh trưởng không đề bạc, mà vẫn từ lời trung ương xuống, tầng lớp cấp trên tỉnh N gần như hình thành thế lực năm phái, ai cũng không thể độc đại. Trương Quang Minh phải từ từ nắm giữ, nhất định phải nhượng bộ với từng hệ, quyền lên tiếng của những người như Hồ Vi Dân cũng sẽ tăng lên vài phần quyền quyết định thành viên ban tỉnh ủy đi hay ở là do trung ương trương quang minh nhúng tay vào bố cục thành phố đại ninh là rất bình thường bất luận thế nào thành phố đại ninh là thành phố quan trọng nhất trong tỉnh liêu khánh khai ở giữa trương quang minh bên trái nghiêm ngọc thành bên phải ba vị trí lớn của tỉnh n luôn luôn là như vậy hồ vi dân chẳng là gì đối với ba người bọn họ điều kỳ lạ là trên mặt của ba người thì luôn cười không có sóng gió chưa có bất kỳ thể hiện ra mặt ngoài ý nào trong lúc vấn đề của Điền Văn Minh đang được điều tra, theo tính của Liêu Khánh Khai, không thể khư khư cố chấp, cưỡng ép hội thường ủy thông qua cho Điền Văn Minh đảm nhiệm, mặc dù điều đó ông ta có thể làm được, giả sử như thế, có nghĩa là Liêu Khánh Khai tự phá vỡ quy tắc, làm sao, ngươi, thư ký của Liêu Khánh Khai lại có thể là đặc biệt được. Rõ ràng đang điều tra vấn đề, mà còn muốn lên chức, thân là bí thư tỉnh ủy, ông ta không thể để người ta nắm chui mình như thế này được có lẽ tầng lớp cấp trên nhìn ông ta với tư cách cũ sẽ không so đo việc này dù sao là cách đi ngược lại với quy tắc ngươi bí thư tỉnh ủy có thể tạo ra một tiên lệ thì không sợ người ta cũng học như thế sao nói như thế này liêu khánh khai chuẩn bị thỏa hiệp với trương quang minh rồi vừa nghĩ đến liêu khánh khai thế lực lớn mạnh mà cũng có ngày thỏa hiệp mặc dù không phải là thỏa hiệp với bản thân hồ vi dân vẫn rất vui mừng bộ tổ chức trong này có hai người được tuyển chọn Người thứ nhất là hiện nhiệm Phó Bí Thư Thành ủy Bảo Châu, trưởng phòng bộng tuyên truyền Thành ủy Đồng chí Dung Bách Xuyên. Người thứ hai là đang đảm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính quyền tỉnh, Đồng chí Cung Nghĩa Phu. Sau đây tôi xin giới thiệu tình hình cơ bản của hai đồng chí này. Dương Nghi An không ngừng báo cáo về hai người được chọn này. Gương mặt tươi cười của Hồ Vi Dân bỗng đứng lại, mắt nhìn về Trương Quang Minh, thấy ông ta cũng như thế, sắc mặt có phần thay đổi. Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài lại nhìn nhau, lòng hiểu nhau mà không cần nói. Một chiêu treo đầu dê bán thịt chó thật hay. Đây là chiêu nhỏ mà Liễu Tuấn đưa ra cho vài vị đại lão. Sự chú ý của mọi người đều đã tập trung vào Điền Văn Minh, vậy thì lòng vòng được rồi. Ngoài ra còn đề dung bách xuyên ra, mục tiêu chủ yếu của trận chiến này là cần phải nắm giữ vị trí bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Đại Ninh, tăng cường tiếng nói của Liễu Tấn Tài ở thành ủy Đại Ninh, đủ khả năng đưa Điền Văn Minh lên đương nhiên là tốt nhất, một mũi tên trúng hai đích đã tăng cường thế lực của liễu hệ ở thành phố Đại Ninh, mà còn thỏa mãn tâm nguyện Liêu Khánh khai trọng dụng Điền Văn Minh, người già rồi, có chút luyến tiếc người cũ. Điền Văn Minh theo Liêu Khánh khai đã nhiều năm, yên trước ngựa sau, có rất nhiều công lao thành tích. Trong thời gian nhiệm chức ở thành phố Đại Ninh, thể hiện cũng rất tốt. Trước khi Liêu Khánh khai về hưu, đề bạc ông ta lên vị trí quan trọng, cũng coi như là một sự khẳng định đối với ông ta. Chương 447, treo đầu dê bán thịt chó trong lúc văn kiện phó bí thư tương ủy ban kỷ luật trung ương gửi đến cho liêu khánh khai liêu khánh khai thật sự hết sức tức giận không chỉ là vì có người chống đối mà giận mà quan trọng hơn là liêu khánh khai hiểu rõ điền văn minh đồng chí này hoặc là có một chút khuyết điểm chứ sẽ không tham nhũng kinh tế và vấn đề tác phong vì tranh quyền cướp lợi thư nặc danh ở trước văn kiện làm rõ ở sau liêu khánh khai rất không ủng hộ cách làm này lúc thương thảo với nghiêm ngọc thành liêu khánh khai thậm chí thể hiện một thái độ cứng rắn phải để cho hội thường ủy tỉnh ủy thông qua để Điền Văn Minh nhiệm chức, tôi vẫn còn chưa về hưu đây, đây là nguyên văn câu nói của Liêu Khánh Khai, lúc nói ra câu này, quai hàm của Liêu Khánh Khai ghi lại, Liêu Khánh Khai rất tín nhiệm nghiêm Ngọc Thành, cơ bản thì không có điều gì giấu giếm ông ta cả. Nghiêm Ngọc Thành cười nói vài câu khuyên giải, sự tôn trọng và lòng cảm kích của ông ta với Liêu Khánh Khai thì không thể nói bằng lời, không muốn thấy lúc Liêu Khánh Khai còn ở đây mà phạm phải lỗi lầm mang tính nguyên tắc kiểu này đến nỗi để lại những lời bình luận không hay. Trong trường hợp đó giải thích cho Liêu Khánh Khai là một chuyện, điều bản thân bí thư nghiêm lo lắng còn hơn cả Liêu Khánh Khai. Nghiêm Liêu, một khối, mặc dù là một trong những nguyên nhân khiến Nghiêm Ngọc Thành tức giận, nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ông ta chủ yếu vẫn là xuất phát từ tiến triển công việc ở thành phố Đại Ninh. Rất rõ ràng, lực cản mà Liễu Tấn Tài gặp phải ở thành phố Đại Ninh còn lớn hơn là ở thành phố Bảo Châu, đến nhiệm chức một năm, vẫn còn đang gặp rắc rối trong việc hòa hợp ở bang, tiêu hao biết bao nhiêu sức lực quý báu, lần này cả sự lộn xộn trong bang huyện Ninh Bắc chính là minh chứng. Nếu là ở thành phố Bảo Châu, dựa vào năng lực nắm trong tay của Liễu Tuấn và tác phong công việc thâm sâu cẩn trọng, khu vực bảy huyện của thành phố Bảo Châu đều tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề kiểu này, chỉ cần vừa mọc mầm thì Phương Triêu Dương sẽ nhổ ngay. Nhưng dưới sự bao che của bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Châu Thanh ở huyện Ninh Bắc này, gây ra vấn đề nghiêm trọng như này chuyện này đối với liễu tấn tài mà nói thì ít nhiều cũng có mặt trái ảnh hưởng nghiêm ngọc thành và liễu tấn tài đều hy vọng nhanh chóng hoàn thành việc chỉnh hợp ban thành phố đại ninh toàn lực phát triển xây dựng kinh tế khiến cho kinh tế thành phố đại ninh tăng thêm một mức nữa trong thời gian sớm nhất nhưng hiện tại tiến trình kế hoạch của bọn họ bị người ta gửi thư nặc danh gây nhiễu trong lúc liễu tấn tài cùng với ông ta nói về kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó sự lo lắng của nghiêm ngọc thành mới dần dần giảm bớt đi nhưng không phải là liễu tuấn lợi hại hơn các vị đại lão bọn họ chủ yếu vẫn là người ngoài cuộc thì tỉnh táo dù sao liễu tuấn không phải là nghiêm ngọc thành và liễu tuấn đối với liêu khánh khai không có lòng cảm kích sâu sắc kiểu này cũng sẽ không suy nghĩ tình cảm của liêu khánh khai đối với điền văn minh quá nhiều mục đích của y rất thuần túy chỉ là người của hệ nghiêm liễu không kể là ai ra đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đại ninh đều được còn cái gọi là vấn đề của điền văn minh Trương Quang Minh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều có dụng ý khác. Đấu sức của hội thường ủy tỉnh ủy một ngày nào đó ngừng lại, sẽ không có ai lại nắm lấy Điền Văn Minh mà không thả. Chỉ cần Liêu Khánh Khai còn ở vị trí bí thủ tỉnh uy, thì đều có khả năng tìm cơ hội cho ông ta lên một bậc. Liễu Tuấn đề xuất đổi thành Dung Bách Xuyên, cũng nhận được sự đồng ý của Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài. Dung Bách Xuyên vốn là nhân tài mà Chu Tiên Sinh coi trọng, để thành phố Bảo Châu cũng được vài năm rồi, sớm nên đề bạc thăng chức sự sắp xếp đối với dung bách xuyên ý của liêu khánh khai và nghiêm ngọc thành là định đưa ông ta lên làm phó trưởng phòng vụ của bộ tuyên truyền tỉnh ủy xác định rõ cấp chính phòng ngăn chặn trưởng phòng bộng tuyên truyền khổng trạch nguyên nắm chắc hướng dư luận tuyên truyền cũng rất quan trọng tình hình đã biến đổi rồi vậy thì để ông ta thay thế vị trí của điền văn minh làm phó bí thư thành ủy đại ninh kiêm bí thư ủy ban kỷ luật cũng rất hợp lý mối quan hệ mật thiết của dung bách xuyên và nghiêm liễu cũng không khác điền văn minh là mấy Mục đích chỉnh hợp ban thành ủy đại Ninh có thể đạt được giống như trước, Dương Nghi An vẫn còn đang từng lời từng chữ giới thiệu tình hình của Dung Bách Xuyên, ánh mắt của Trương Quang Minh và Doãn Bảo Thanh bắt gặp nhau một lát rồi lại chậm chậm chuyển hướng đi. Cả hai đều đọc ra ở trong mắt nhau một sự chấp nhận đành chịu, không thể nghi ngờ, Dung Bách Xuyên ra nhiệm chức phó bí thư thành ủy đại Ninh, bọn họ cũng không dễ dàng lại phản đối. Huống hồ nếu có phản đối thì cũng không có hiệu lực. Trên thực tế chỉ cần lên hội thường ủy, cho dù là Điền Văn Minh hay là Dung Bách Xuyên đều nhất định có thể được thông qua, Liêu hệ vốn đã chiếm ưu thế áp đảo. Bọn họ đạt được là Liêu Khánh Khai sẽ không đề việc điều nhiệm của Điền Văn Minh trong hội thường ủy mà thảo luận, vậy thì việc bổ nhiệm cung nghĩa phu sẽ có thể thông qua một cách dễ dàng, không có nhân tuyển của Liêu hệ ra cạnh tranh, mọi người đều không ngại giữ thể diện cho tỉnh trưởng, bây giờ Dung Bách Xuyên lại được tiến cử ra trương quang minh có ý ngăn cản điền văn minh nhiệm chức ở thành phố đại ninh dùng phương pháp từ trên xuống dưới biểu hiện thì việc này đối với ông ta và doãn bảo thanh đều không có dính dáng gì nếu liêu khánh khai nhất quyết đề xuất điền văn minh trương quang minh trong hội thường ủy cũng sẽ ủng hộ giống thế bây giờ chưa đến lúc công khai ra mặt cũng chưa cần phải như thế hơn nữa đằng sau dung bách xuyên còn có chủ nhiệm chu phòng chính nghiên mọi người càng không có lý do phản đối chu dật phi không có sắc thái hệ phái rõ ràng chỉ là có chút tư giao với nghiêm liễu nghe nói ngay cả thủ trưởng số một cũng coi trọng ông ta lại có ai dám chủ động trêu tức ông ta nữa đây các đồng chí đều bàn đi liêu khánh khai mỉm cười như trước rất ôn hòa nói tôi tán thành đồng chí dung bách xuyên đảm nhiệm chứa vụ phó bí thư thành ủy đại ninh kiêm bí thư ủy ban kỷ luật trương quang minh cũng mỉm cười nói thêm một câu đồng chí dung bách xuyên là một cán bộ tuyên truyền rất có năng lực tôi tin rằng về công việc điều tra kỷ luật của đảng đồng chí cũng có thể làm việc xuất sắc tôi cũng đồng ý giảng bảo thanh lãnh đạm đáp kết quả biểu quyết là nhất trí thông qua liễu tuấn bạn có thời gian không liễu tuấn đang ở trong phòng làm việc khởi thảo văn kiện tiếng chuông điện thoại reo lên liễu tuấn nhắc điện thoại lên bên trong là giọng nói nhẹ nhàng của long diễm lệ phải thừa nhận thân hình tuyệt đẹp của long diễm lệ cộng với âm thanh dịu nhẹ thật sự là khiến chó đàn ông trong phút chốc tim phải đập thình thịch may mà liễu tuấn cũng không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch không đến mức nghe tiếng con gái mà thần sắc thay đổi. Có chuyện gì à, không có chuyện gì thì không được tìm bạn à. Long Diễm Lệ có chút nũng nịu nói, có lẽ cô ấy không phải cố ý nũng nịu với Liễu Tuấn, cũng không có tư cách gì như thế phải không? Chỉ là thói quen nói chuyện như thế mà thôi, Liễu Tuấn không nói năng gì, bạn học cũ thì là bạn học cũ, quy tắc vẫn là quy tắc, giận à, thấy Liễu Tuấn không nói gì, Long Diễm Lê có chút hoảng, giọng đáng thương hỏi thăm, Liễu Tuấn cười một tí, không có gì. Bạn có chuyện gì à? Ừ, cũng không phải là chuyện lớn gì. Bạn, có thể đến trường bọn mình một lát được không? Liễu Tuấn nhíu mày lại, Long Diễm Lệ lần này thật sự là xem y là bạn học của bình thường. Cũng chả trách người ta không phải là người trong thể chế, lại sao mà biết phó trưởng phòng này là một vị quan to như thế? Long Diễm Lệ hiện giờ vẫn là học sinh vẫn chưa tốt nghiệp, những việc ngoài xã hội hiểu được là bao. Mặc dù bố của Liễu Tuấn là bí thư thành ủy, bản thân lại là cán bộ cấp phó sở đối với long diễm lệ mà nói cũng là một bạn học mà thôi người đẹp mời thì có điều gì phải do dự chứ là thế này bọn mình có một vài bạn học đều cần đi tham gia học động chi giáo lần này có một vài việc muốn bạn chỉ bảo một chút bạn là lãnh đạo chủ quản mà bọn mình ở đây khá là xa xôi bắt xe đi không tiện long diễm lệ gặp liễu tuấn không hề giống như các nam sinh khác nói chuyện chỉ là có chút căng thẳng giải thích một vài câu nhắc đến công việc Liễu Tuấn liền không thể từ chối, huống hồ Long Diễm Lệ không để người ta chê. Được rồi, các bạn ở cổng trưởng đợi tôi, tôi lập tức đến bây giờ. Từng. Long Diễm Lệ ngọt ngào đáp lại, Liễu Tuấn để văn kiện xuống, đi xe đến trường Thủy Lợi. Long Diễm Lệ đứng ở cổng trưởng đợi y, vừa nhìn thấy chiếc Santana của Liễu Tuấn liền giơ tay vẫy vẫy. Hôm nay cô ấy mặc một cây đen, áo tớ strip đen, dịp đen, phần eo đeo một chiếc thắt lưng da màu trắng để trang trí, nhìn trông thật tuyệt đẹp. Liễu Tuấn cũng được coi là người từng trải mà còn có chút xem thế là đủ rồi. Liễu Tuấn chậm chậm dừng xe trước mặt cô ấy, thò đầu ra, cười nói, lên xe đi. Long Diễm Lệ cười thản nhiên, nhẹ nhàng đi tới, kéo cửa xe ra rồi ngồi ở ghế trước, mỗi bước đi là bộ ngực cứ rung rung, thật là đáng chú ý, bạn hôm này thật là xinh. Liễu Tuấn cười khen, thật sao, Long Diễm Lệ cắn môi, có chút xấu hổ lại có chút tự hào, những người khác đâu, từ bọn họ đang ở phòng ăn nhỉ của trường đợi bạn. Xin lỗi, bọn mình là học sinh, vẫn chưa có tiền lương, không mời được bạn đến nhà hàng sang trọng ăn cơm, nên đành phải ở nhà ăn nhỏ, bạn đừng trách nhé. Long Diễm Lệ hai mắt không nhìn thẳng vào Liễu Tuấn, chỉ là thoáng nhìn, thần thái xinh đẹp, lại càng mê người. Bạn học cũ, bạn nói như thế là cố ý hại tôi rồi. Liễu Tuấn cười, khởi động xe, ai, Liễu Tuấn, nói với cậu chuyện này, bạn đừng gọi tôi là bạn học cũ được không? Người ta vẫn chưa già mà, Long Diễm Lệ xấu hổ yêu kiều nói, Liễu Tuấn ngẩn ra, lập tức cười lên, được, vậy từ giờ mình sẽ gọi tên bạn, chương 448, luôn gặp vấn đề. Trường Đại học Thủy Lợi của thành phố Đại Ninh là một trường đại học chuyên ngành thuộc giáo ủy tỉnh N quản lý. Liễu Tuấn cũng không chê cười ý của Long Diễm Lệ. Năm nay, con gái có thể thi vào đại học chuyên ngành quả là rất giỏi rồi khi đổ đại học là có thể chính thức độc lập sống không giống như đời sau chỉ cần có tiền là ai cũng có thể học đại học đương nhiên phân biệt đẳng cấp đại học cũng rất lớn có vẻ trường liễu tuấn kiếp trước thi vào là một trường đại học chuyên nghiệp rách nát còn không bằng trường thủy lợi nữa cơ bất kể thế nào khuôn viên trường thủy lợi rất đẹp diện tích lớn cây xanh cũng rất nhiều kiếp trước lúc liễu tuấn học đại học ở thành phố đại ninh cũng từng đến đây chơi mấy lần động cơ rất không trong sáng, đó chính là đi tán gái, tuy nhiên thu hoạch không tốt lắm, toàn bị lường nguyết, hôm nay đến lại nơi này, thì hoàn toàn khác với trước đây. Kiếp trước thời gian liễu tuấn tán gái ở trường Thủy Lợi, đại khái là cuối những năm 80, hiệu ứng hồ điệp trùng sinh đối với trường Thủy Lợi hoàn toàn không ảnh hưởng, bố cục khu viên trường Thủy Lợi trong trí nhớ của y hoàn toàn giống nhau, không cần Long Diễm Lệ phải chỉ dẫn mà rất quen thuộc lái xe đến nhà ăn nhỏ của trường ở gần đó. Liễu Tuấn, trước đây bạn đến trường bọn mình rồi à long diễm lệ có chút thắc mắc nên hỏi đến một hai lần gì đó liễu tuấn đáp like một tiếng long diễm lệ chỉ liễu tuấn đến một chỗ trang nhã của nhà ăn nhỏ bên trong đã có ba sinh viên đang đợi rồi một nam hai nữ thấy long diễm lệ cùng liễu tuấn đến đều đứng dậy chào đón liễu bộ trưởng xin chào vài sinh viên rất cung kinh cẩn trọng lúc bắt tay với liễu tuấn đều dùng hai tay ánh mắt nhìn y ít nhiều cũng có vẻ tò mò mặc dù bọn họ có lẽ không rõ cấp bậc cụ thể phó bộ trưởng bộ trường đoàn tỉnh ủy nhưng ba chữ đoàn tỉnh ủy đối với sinh viên mà nói đã đủ làm lay động rồi thấy tuổi của liễu tuấn với bọn họ cơ bản là ngang nhau vậy mà đã làm lãnh đạo đoàn tỉnh ủy có chút ngạc nhiên cũng đúng liễu tuấn đương nhiên sẽ không làm bộ trước mặt bọn họ mỉm cười ngồi xuống long diễm lệ liền đưa thực đơn ra nói liễu tuấn bạn gọi đồ đi liễu tuấn cười nói tùy ý thí chủ bạn gọi, gọi cái gì tôi ăn cái ấy, Long Diễm Lệ cũng không khách sáo, khẽ cười nói, vậy để mình gọi vậy, nếu mà không hợp khẩu vị thì đừng có trách mình đấy nhé." Liễu Tuấn cười lắc đầu, Long Diễm Lệ gọi một vài món ăn bình dân, nhà ăn nhỏ của trường đại học, cũng không có món gì cao quý cả, chỉ cần ăn hợp là được rồi. Lúc thức ăn mang đến, Long Diễm Lệ lại gọi thêm vài chai bia nữa, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, vài vị này quả nhiên đều là học sinh đi chi giáo chủ yếu hỏi liễu tuấn vài việc cần chú ý của chi giáo long diễm lệ bạn được phân về chi giáo ở đâu liễu tuấn hỏi ừm một trường tiểu học ở thôn thất lĩnh trùng huyện ninh bắc liễu tuấn liền cười thật là trùng hợp quá bạn cười gì thế long diễm lệ có vẻ không hiểu không có gì hiệu trưởng trường trung học thất lĩnh trùng huyện ninh bắc dịch hàng là bạn học đại học của tôi nếu bạn gặp khó khăn gì có thể nhờ anh ta giúp đỡ anh ta còn kiêm phó chủ nhiệm giáo ủy huyện liễu tuấn cười giải thích cho cô ấy, vậy thì tốt quá, mình đang lo không biết tìm người quen nào nói chuyện đây, lời nói này thật trẻ con quá, là giáo viên, điều khác có thể lo lắng, chứ cô độc không cần phải lo lắng không có ai nói chuyện cùng, Liễu Tuấn cười, lắc đầu, trong lòng lại có một cảm giác khác thường, luôn cảm thấy có điều gì không đúng. Nghĩ kỹ ra, đúng rồi, rất trẻ con. So sánh tuổi của Long Diễm Lệ và y, nhỏ cũng chỉ nhỏ hơn vài tháng, xem như là người lớn rồi. Huống hồ, bề ngoài và cách ăn mắt trang điểm của cô ấy rất nữ tính, xinh đẹp quyến rũ, thậm chí còn có phần yêu nghiệt, rất không giống kiểu trẻ con. Có lẽ, con gái bản thân đã kỳ lạ thế rồi, thành thục và ngây thơ lẫn lộn không phân biệt được. Liễu Bộ trưởng, lần 200 biên chế việc trong tỉnh này, định phân phối thế nào? Một nữ sinh viên dò hỏi, vấn đề này, lúc đàm thang bồi dưỡng chính là tiêu điểm mà học sinh chi giáo quan tâm nhất. Bây giờ ngồi đối diện lãnh đạo chủ quản Liễu Tuấn tất nhiên lại muốn hỏi lại có lẽ bốn sinh viên ngồi ở đây đều nhắm vào hai trăm biên chế công việc này liễu tuấn nghĩ một lát nói điều này lúc bồi dưỡng cho các câu đã giảng giải rất tỉ mỉ rồi sẽ phân cho các sinh viên thể hiện xuất sắc trong học động chi giáo vậy thì ai sẽ là người quyết định ai là sinh viên xuất sắc đây câu hỏi này phát ra từ long diễm lệ đôi mắt to quyến rũ nhìn liễu tuấn tất nhiên là do tổ chức rồi do đoàn tỉnh ủy lãnh đạo một tổ nhỏ chuyên khảo sát bình luận của tổ hội phòng tài chính phòng nhân sự và ủy giáo tỉnh sẽ tìm xem học sinh chi giáo nào biểu hiện tốt liễu tuấn nói nói vậy thì do bạn quyết định rồi long diễm lệ không phải là người trong thể chế đối với câu nói của quan không có hứng thủ trực tiếp hỏi thẳng ánh mắt thật nóng bỏng liễu tuấn cười xua tay nói thế này thì bạn đề cao tôi quá làm sao mà một mình tôi có thể quyết định được tôi nhiều nhất chỉ có quyền phát biểu một chút mà thôi Liễu Tuấn thế này không phải cố ý tỏ phong độ. Hoạt động chi giáo này, nó ra là do đoàn tỉnh ủy lãnh đạo, nhưng trong bốn bộ môn liên hợp pháp văn, luận đến thực quyền, thì đoàn tỉnh ủy là yếu nhất. Việc khác tỉnh giáo ủy, phòng nhân sự và phòng tài chính người ta sẽ không tương tranh với đoàn tỉnh ủy, mà 205 biên chế công việc này, trong có có 5 cái là biên chế của đơn vị trực thuộc đoàn trung ương, miếng thịt to 205 biên chế, sao có thể không mơ ước được trong việc này. Đoàn tỉnh ủy muốn nuốt hết, hoàn toàn không thể được. Không chừng còn không có quyền phát biểu nữa ấy chứ, không cần đợi đến hoạt động chi giáo đến kỳ một năm, chỉ sợ bây giờ đã bắt đầu mỗi người tìm các mối quan hệ, âm thầm tranh giành 200 biên chế này. Càng đến lúc hoạt động biên chế kết thúc thì cuộc tranh giành này càng kịch liệt, không biết lại sẽ bao nhiêu nhân vật có quyền mở cửa đón tiền tài vào cửa đây. Dưới thể chế hiện tại, biên chế sự nghiệp của đơn vị trực tỉnh và đơn vị trực thị theo nghĩa nào đó mà nói quả thật là đủ khả năng để quyết định vận mệnh một đời của một người liễu tuấn lúc đầu đưa ra kế này chủ yếu là vì sự thuận lợi của hoạt động chi giáo chứ không hề nghĩ đến sẽ tồn tại nhiều chuyện phiền phức thế này tuy nhiên đối với liễu tuấn mà nói vấn đề này không lớn đến lúc mở to mắt ra mà nhìn xem bọn họ bày trò gì nếu mà làm thái quá thì nhân cơ hội này mà lập uy liễu tuấn có thể tạm thời chưa cần dùng công cụ này nghiêm ngọc thành và bố y những vị đại lão này mới dùng được thấy liễu tuấn khiêm tốn nói long diễm lệ thản nhiên cười không nhắc đến chuyện này nữa cứ coi là bạn học cũ có lòng giúp đỡ cũng sẽ không trước mặt mọi người ở trong lúc ăn uống thế này công khai ra mặt được mãi mới ăn xong liễu tuấn nhìn đồng hồ nói cảm ơn sự tiếp đãi của các bạn tôi phải về làm việc rồi thế là mấy sinh viên đó thức thời đứng dậy cáo từ y liễu tuấn buổi chiều mấy giờ bạn đi làm long diễm lệ hỏi 2 giờ, vậy bây giờ hãy sớm, mình dẫn bạn vào trường ngồi một lát nhé. Phong cảnh của trường chúng tối rất đẹp, Long Diễm Lệ rất hy vọng nhìn Liễu Tuấn, chỉ sợ bạn ấy cự tuyệt. Liễu Tuấn do dự một lát, rồi gật đầu, lúc hai người từ nhà ăn nhỏ đi ra, ánh nắng mặt trời tháng 6 nóng như lửa đốt, chiếu vào làn da cảm thấy thật rác. Long Diễm Lệ lấy mũ che nắng màu đen ra đội, lại đeo thêm chiếc kính râm màu đen, cả người từ trên xuống dưới, đen thì rất đen, trắng thì rất trắng. Đối lập với nhau, càng khiến cho Long Diễm Lệ gợi cảm mê hồn, Liễu Tuấn nhìn một lát rồi quay đi, không dám nhìn nhiều, dù sao Liễu Tuấn cũng phải là người nhìn thấy con gái xinh đẹp gợi cảm mà chỉ nghĩ những điều xấu xa, mà nổi máu dê. Bạn ta cũng không định học tập kiểu con quan lớn, Liễu Tuấn, chúng ta đến công viên nhỏ bên kia ngồi một lát được không? Nhiều năm rồi không gặp, mình rất muốn được nói chuyện với bạn nhiều hơn nữa, Long Diễm Lệ có ý tương cầu nhẹ nhàng đã đồng ý đi với người ta rồi thì cũng không thể hẹp hòi được. Trong trường thủy lợi có hai ba công viên nhỏ như thế này, quy mô không lớn lắm, nhưng trong đó cây cối xanh tươi đung đưa, phong cảnh hợp lòng người. Hai người song vai bước trên con đường làm bằng đá hình trứng vịt, một cơn gió thổi đến, thật là sảng khoái. Liễu Tuấn, bạn có bạn gái chưa? Long Diễm Lệ hỏi một cách tùy ý. Có rồi, Liễu Tuấn gật đầu. Ai vậy? Nhất định rất xinh đẹp nhỉ? Giọng nói của Long Diễm Lệ có chút thất vọng, "Từ, rất xinh đẹp." Phải nói là tuyệt đỉnh xinh đẹp, Liễu Tuấn không hề kiếm tốn, Nghiêm Phi quả thật rất xứng đáng với lời bình này, "Tuyệt đỉnh xinh đẹp." Long Diễm Lệ đầu tiên hết sức ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng biểu môi, có vẻ không tin cho lắm, trong mắt con gái, chỉ có con trai tuyệt đỉnh đẹp trai, chứ không có con gái tuyệt đỉnh xinh đẹp, kỳ thực là bạn cũng biết đấy, bạn học thời tiểu học, Nghiêm Phi, Liễu Tuấn cười nói, "À, là cô ấy à." con gái bí thư nghiêm tỉnh ủy lông mày liễu tuấn có chút dương lên long diễm lệ biết nghiêm phi là con gái bí thư tỉnh ủy nghiêm xem ra đối với nhân vật lớn đi ra từ huyện hướng dương rất quen thuộc mà đúng long diễm lệ cười nói hai cậu có thể coi là môn đăng hậu đối môn đăng hậu đối không phải là quan trọng nhất quan trọng là chúng tôi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình cảm mười mấy năm rồi liễu tuấn bình tĩnh nói y cũng nhìn ra được là Long Diễm Lệ có ý với y, điều này rất bình thường, với điều kiện của y, toàn tỉnh N không tìm được người thứ hai, liệu có cô gái nào mà không mơ ước chứ, nhưng Liễu Tuấn không muốn cho Long Diễm Lệ cơ hội cạnh tranh, người phụ nữ của y đã không ít rồi, là thế này, Long Diễm Lệ thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên, kích một tiếng, âm thanh phanh xe từ một chiếc ô tô nhỏ hết sức chói tai, chiếc ô tô dừng bên công viên, ba nam thanh niên bước xuống từ trên xe, bước nhanh thẳng đến đằng này. Liễu Tuấn, bạn giúp mình với, mặt Long diễm lệ biến sắc, trung giọng nói, cái gì, không đợi đến lúc Liễu Tuấn hiểu là có chuyện gì, Long diễm lệ đã chạy vào trong lòng Liễu Tuấn, ôm chặt Liễu Tuấn, đầu dựa sát vào vai cậu ấy, chân mày Liễu Tuấn cao lại, đang định đẩy Long diễm lệ ra, thì nam thanh niên kia đã quát lớn lên, Long diễm lệ, cô đang làm cái gì thế, Long diễm lệ đúng lúc buông ra khỏi Liễu Tuấn, chân chuyển động một chút, hít sâu một cái, chuẩn bị tốt ứng phó với chuyện đang xảy ra. Ba người này quả thật không giống người lương thiện, đều là hai mươi mấy tuổi, trông cũng không gầy lắm, một người cầm đầu, mặc một chiếc áo may ô màu đen, quần cộc lớn, mặt đầy vẻ dữ tợn, lúc đi đến, từng thớ thịt trên người như rung chuyển, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn như một con rồng, hai người đằng sau thì không được như y, nhưng cũng không kém phần cơ bắp mãnh thú, mặt mũi khó coi. Tuy nhiên chiếc xe mà bọn họ đi đến là một chiếc Mitsubishi còn mới, giá không thấp không giống nhìn một lũ côn đồ bình thường có thể đi được. Các người là ai? Liễu Tuấn lãnh đạm nói, đối phương chỉ có ba người, mặc quần áo mùa hè đơn giản, không giống kiểu giấu vũ khí, mặc dù hai bên không cân người nhưng Liễu Tuấn không hề để tâm đến. Huống hồ từ Văn Hòa và Ngụy Xuân Sơn đã một bên trái một bên phải nhanh chóng ở đó, thế nên càng không phải lo lắng, vì... Mày dám hỏi tao? Tao còn đang hỏi mày là cái giống gì ấy chứ? Tên béo mập cầm đầu hung tận, vì một tiếng, đôi mắt chừng chừng nhìn Liễu Tuấn. Liễu Tuấn khóe miệng nở một nụ cười. Trên thế giới này, người thích gây sự thật là không ít. Tuy nhiên Liễu Tuấn có thể nhìn ra, tên này có mối quan hệ gì đó với Long Diễm Lệ, nếu không sẽ không nhìn Liễu Tuấn với ánh mắt thù địch như thế. Này, Tam Tử, ngươi đừng có mà đến đây, bạn ấy là cán bộ đoàn tỉnh ủy, bố bạn ấy là bí thư thành ủy Đại Ninh. Long Diễm Lệ sợ Liễu Tuấn gặp điều không hay, vội vàng nói rõ thân thế cậu ấy ra. Tuy nhiên lúc nói ra, lại vẫn nét đằng sau Liễu Tuấn, chỉ sám thò đầu ra. Xem ra có vẻ rất sợ tên tam tử này. Ha ha, được thôi, được thôi, thì ra là con trai bí thư thành ủy, thì ra gái điếm người tìm chỗ dựa lớn đến thế, không xem tam tử tao ra gì à. Tam tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, lại tiến lên phía trước một bước, rồi lại nhổ nước bọc xuống đất một cái. Vì, mày định dọa ai cơ chứ? nhìn cái mặt này, nếu bố nó mà làm bí thư thành ủy, thì tao mới là bí thư thành ủy, bố nó ấy à, ha ha, một cái bạc tai, Liễu Tuấn tác cho tên Tam Tử kia. Động tác Liễu Tuấn vừa nhanh, Tam Tử không ngờ y nói ra tay là ra tay, nên lập tức không thể tránh, kết cục bị ăn một cái bạc tay, lập tức răng hàm không biết bay đi mấy cái, Tam Tử ôm mặt, chưa kịp hồi lại. Hai người đi cùng y chắc chưa từng thấy tam tử chịu cảnh như thế, trong chốc lát cũng ngẩn ra. Long Diễm Lệ càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệt ra, mày, mày dám đánh tao. Mày không muốn sống nữa rồi. Đánh nó cho tao. Ai da ai da, trong chốc lát, tam tử hồi lại thần sắc, miệng đầy máu văng khắp nơi, kêu lên như một con sói, chẳng qua chỉ là hai câu, rồi lại liên tiếp kêu tai da, má bên phải lại ăn một cú nhớ đời, răng gần như không thấy đâu rồi, hai người đi theo hắn cũng kêu lên, đồng thời bị ngã xuống đất. Từ Văn Hòa và Ngụy Xuân Sơn thấy Liễu Tuấn ra tay trước, lập tức cũng liên tiếp ra tay đánh hai tên đi cùng. Chấm 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 chấm. Liễu Tuấn không hề để ý tới Tam Tử, quay đầu nhìn Long Diễm Lệ. Long Diễm Lệ run rẩy một lúc mới bình tĩnh lại, liếc sang Tam Tử, lắp bắp không dám nói. Liễu Tuấn cười hì hì, thủ hạ ra tay tàn nhẫn được ngay, hai cái tác dường như làm rụng cả hàm răng của Tam Tử. Tam Tử người như tê liệt, ngay lập tức không dám nhìn Liễu Tuấn, mà chỉ nhìn Long Diễm Lệ một cách hung tợn, thấy Long Diễm Lệ bị dọa như thế, Liễu Tuấn hơi cau mày lại, hỏi, tên này là cái thá gì chứ? Hắn, hắn là con trai của phó hiệu trưởng trường bọn mình. Liễu Tuấn lại càng cau mày lại, phó hiệu trưởng tên là gì? Kinh. Kinh Lương, trong năm tổng vụ hậu cần trường học, thế hắn tên là gì? Liễu Tuấn chỉ vào Tam Tử, lườm y bằng ánh mắt đầy hung ác, không khỏi chán ghét trừng mắt nhìn y, Tam Tử sợ lập tức cúi đầu xuống, hắn tên là kinh vô ý liễu tuấn không nhịn được cười cái tên này quả nhiên nghe có vẻ hung ác không hổ với ngoại hình cuồn cuộn của hắn có phải hắn ta là thần gây rắc rối không liễu tuấn thấy tình hình này ít nhiều cũng đoán đại khác dung mạo long diễm lệ xinh đẹp gợi cảm mê hồn thất đúng là đối tượng mà thanh niên cuồn cuộn tam tử này thèm thuồng chả trách bản thân cùng với long diễm lệ vừa ngồi ở công viên này chưa được vài phút tam tử đã nhanh chóng xuất hiên có lẽ giữa Long Diễm Lệ và tên này không chỉ là quấy rối và bị quấy rối đơn giản như vậy, mà phải còn có mối quan hệ thâm sâu hơn nữa, nếu không Tam Tử sẽ không điên cuồng như thế này. Từ, Long Diễm Lệ gật đầu, đồ gái hư hỏng, cô, cô là người của tôi, vì sao lại thông đồng cấu kết với hắn? Tam Tử hét to lên, mặc dù e sợ Liễu Tuấn, sau khi do dự một chút, nhưng vẫn can đảm nói ra bốn chữ thông đồng cấu kết, vừa ra sức giải dụa, muốn thoát khỏi hai người từ ngụy nhưng làm sao có thể thoát được. Liễu Tuấn nghiêm mặt, bất kể tam tử với Long Diễm Lệ có mối quan hệ thế nào, tên này mở miệng nói là đồ gái điếm hư hỏng thì rất đáng bị ăn tác. Chỗ này thị phi, không thể ở lại lâu. Ánh mắt từ văn hòa nhìn quanh một lượt, đột nhiên nói, bố của Kinh Vô Ý là phó hiệu trưởng trường Thủy Lợi, ở đây là địa bàn người ta, từ văn hòa thế này là nhắc nhở Liễu Tuấn. Đi thôi, Liễu Tuấn xua tay, chỉ nghe thấy một tiếng ai vô, tam tử là ăn một đòn nhớ đời lập tức ngất đi không tỉnh liễu tuấn trực tiếp dẫn long diễm lệ đến phòng làm việc của trình tân kiến lúc ở trên xe long diễm lệ giấu giấu giếm dếm nói qua tình hình cho liễu tuấn thì ra tên kinh vô ý này dựa vào bố là phó hiệu trưởng trường thủy lợi lại chăm nom hậu cần trong trường làm một vài kiểu như phục vụ xã rất kiếm được tiền lại chơi cùng với mấy con em giáo viên còn chơi với mấy tên lưu manh ngoài xã hội trong trường hoành hành vô kỵ tức hiếp cái học sinh trong trường chuyên ra ai với các nữ học sinh xinh đẹp, Long Diễm lệ đang học năm thứ hai ở trường Thủy lợi, thì bị Y quấy rối. Long Diễm lệ thứ nhất là sợ quyền thế Y, thứ hai là tham mộ hư vinh nên qua lại với Y. Tuy nhiên bản thân Long Diễm lệ nói chỉ là qua lại bình thường. Long Diễm lệ nói như thế, thì Liễu Tuấn cũng nghe như vậy. Những kiểu câu nói này chỉ có đi lừa trẻ con, chứ nhìn hành động của Kinh vô ý, làm sao có thể giống người chủ nghĩa tình yêu tối cao? Y nếu tiêu tiền và thời gian cho bạn, trừ khi là lên giường chứ không có mục đích gì khác, cuối những năm 80 và đầu những năm 90, chính là thời gian phong trào giải phóng cơ thể rầm rộ cả nước, là một sinh viên tiếp thu những sự vật mới nhanh nhất, cũng là người dẫn dắt trào lưu này. Có vẻ lúc Liễu Tuấn Kiếp trước đi học ở thành phố Đại Ninh, cũng đã làm vài chuyện như thế này rồi. Chỉ là việc liên quan đến danh tiết một người phụ nữ chưa lập gia đình, là lại bạn học cùng quê huyện Hướng Dương. Liễu Tuấn cũng không tiện bóc trần sự việc. Long Diễm Lệ nói bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Y nữa. Nhưng Kinh vô ý cứ cuốn lấy cô ấy không rời. Hôm nay dựa vào cơ hội này, Liễu Tuấn ra tay đánh trụng hết hàm răng của Kinh vô ý. Người này nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngụ ý của Long Diễm Lệ rất rõ ràng. Cậu, con trai bí thư thành ủy, nên người ta dựa vào cậu. Giờ vẫn còn học ở trường Thủy lợi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp và đều trong tay người ta nắm giữ, nếu mà ngươi bỏ lại mặc kệ thì tôi lần này thiệt thòi quá lớn, không biết Tam tử sẽ tiến hành báo thù thế nào." Liễu Tuấn liền chầm chậm gật đầu, chỉ là một tên nhãi, cũng không phải nói nhiều. Liễu Tuấn cho Trình Tân Kiến đi nói chuyện với y, trường thủy lợi chỉ là thuộc cấp đoàn huyện, một phó hiệu trưởng trong trường thì còn có thể là một nhân vật lớn, nhưng ra khỏi trường thì chẳng là cái gì, chỉ là Liễu Tuấn không thể chịu được hành vi ngang ngược của Tam tử người như thế này chính là cặn bã của xã hội, xử lý nhẹ, thì không nhớ được, lại còn có thể làm càng. Chương 449, sự tình không đơn giản. Trình Tần Kiến vừa nghe Liễu Tuấn nói tình hình lập tức trở nên giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn, tên tiểu tử này, chưa chịu khổ bao giờ, không biết đường chết như thế nào, hãy để tôi xử lý nó. Liễu Bí Thư là cấp trên mà Trình Tân Kiến kính trọng nhất, kinh vô ý kiêu ngạo như thém phó cục trưởng Trình nhất quyết không thể dung tha. Nghe Long Diễm Lệ nói, tên tiểu tử này ức hiếp học sinh, làm vương làm tướng trong trường thủy lợi, muốn trị thì phải trị thẳng tay, thế cũng có thể xem là vì dân trừ hại. Liễu Tuấn dặn dò, yên tâm, nó không chạy được đâu. Long Diễm Lệ bèn hơi hoảng sợ, ngày thường, kinh vô ý kề vai sát cánh cùng công an nhân dân đồn công an gần trường học, kết giao huynh đệ. Trong mắt các học sinh cậu ta vừa khiến cho người ta kinh sợ, vừa khiến cho người ta ngưỡng mộ hôm nay long diễm lệ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa liễu tuấn và trình tân kiến mới biết kinh vô úy căn bản cũng không là gì người ta đây mới gọi là nha nội hành động của trình tân kiến hết sức nhanh chóng ngay ngày hôm đó đã đến bệnh viện gặp kinh vô úy khống chế cậu ta phân cục công an khu giang đông cũng nhanh chóng vào cuộc phái cảnh sát hình sự lập án điều tra kinh vô úy trái tim liễu tuấn sắc đã nhất định phải xử lý hắn không để hắn có cơ hội trở tay liễu tuấn bình thường không phải chú tâm đến những chuyện như thế này Trình Tân Kiến đường đường là một phó cục trưởng, là chỗ thân tín của Lương Quốc Cường, đối với những tên lưu manh như thế này, chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con, không ngờ việc này lại xảy ra một chút rắc rối. Tiểu Tuấn, em có việc muốn hỏi anh, trong khuê phòng của Nghiêm Phi, tiểu nha đầu sắc mặt nghiêm túc mà từ trước đến giờ chưa từng như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hết sức căng thẳng, Liễu Tuấn bỗng ngay ra, Nghiêm Phi từ trước đến giờ chưa từng như vậy, Phi Phi, sao thế, theo thói quen, Liễu Tuấn cầm lấy tay Nghiêm Phi, vậy mà Nghiêm Phi lại nhẹ nhàng rút ra, tuy nhiên tất nhiên là chưa bỏ hẳn ra mà tay vẫn nằm trong bàn tay của Liễu Tuấn, nhưng cái động tác thế này cũng đủ để khiến cho Liễu Tuấn ngạc nhiên. Đây cũng là việc từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, từ hồi 9 tuổi quen biết Nghiêm Phi đến khi tình cảm của hai người thân thiết như thế này, Nghiêm Phi chưa hề có những học động nhỏ như thế này, anh, có phải anh đánh nhau với người ta ở trường Thủy Lợi không? Nghiêm Phi hơi cắn môi hỏi đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn Liễu Tuấn không chớp mắt, Liễu Tuấn gật đầu, cũng không phủ nhận, ừm, anh đánh một thằng lưu manh hai cái, vì sao anh lại đánh nhau với người ta? Anh đến trường thủy lợi để làm gì? Nghiêm Phi lập tức hỏi tiếp, lông mày Liễu Tuấn có chút cau lại, làm sao Nghiêm Phi lại biết chuyện này cơ chứ? Nếu nói ra thì việc này cũng không có gì, tuy nhiên thông thường Liễu Tuấn cũng không nói những việc vớ vẩn như thế này với Nghiêm Phi, nhưng bây giờ, lại có người nói đến tai Nghiêm Phi, hơn nữa có lẽ là chẳng nói điều gì tốt đẹp anh mau nói đi không được nói dối em nghiêm phi có chút lo lắng tiểu nha đầu này tính tình ngây thơ rất ít khi để tâm đến những chuyện như thế này cũng như chuyện lần trước liễu tuấn không để nghiêm phi biết đến chuyện ở thành phố nam phương cô ấy cũng cười mà bỏ qua không hề hoài nghi em nói cho anh trước đi em đã nghe được những gì liễu tuấn hỏi lại không em muốn anh nói cho em trước anh mà không nói thì em giận thật đấy miệng nghiêm phi vênh lên đôi môi hồng hồng xinh xinh trong thật kiều diễm trong mắt liễu tuấn không hề thấy sự tức giận mà chỉ thấy sự xinh đẹp này được để anh nói cho em việc cũng chẳng có gì cả liễu tuấn cười rồi lại vuốt gò má xinh xắn của cô ấy kéo cô ấy ngồi lên giường tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nghiêm phi long diễm lệ chắc em không nhớ trước đây là bạn học trường tiểu học dân chủ huyện hướng dương bây giờ cô ấy là sinh viên sắp tốt nghiệp của trường thủy lợi cô ấy báo danh tham gia hoạt động chi giáo mà đoàn tỉnh ủy bọn anh làm lần này. Liễu Tuấn nói từ đầu đến cuối cho Nghiêm Phi. Nghiêm Phi rất chăm chú lắng nghe, chốc chốc lông mày lại cau lại. Thế này à, cái tên kinh vô ý này thật chẳng ra làm sao. Hắn ta vốn là người tồi tệ mà. Lúc Liễu Tuấn kể lại rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không miêu tả cụ thể kinh vô ý ức hiếp học sinh như thế nào. Cậu ấy không muốn Nghiêm Phi biết những thứ cặn bã như thế này. Vậy, vậy bọn họ nói thế nào? là anh, anh với cô Long Diễm Lệ kia là thế nào, ghen tuông với kinh vô ý, ý thế ức hiếp người, đánh rụng hết răng của người ta, lại còn gọi người của cục công an đi bắt người ta, lông mày nghiêm phi lại cau lại, Liễu Tuấn bỗng ngay ra, hỏi, em nghe ai nói vậy, Vũ Viện Viện, Liễu Tuấn cuối cùng cũng hỏi được mọi chuyện, Vũ Viện Viện vốn là người điên điên khùng khùng, nói những điều chẳng tốt đẹp gì cho nghiêm phi là điều rất có thể, nhưng Vũ Viện Viện làm thế nào mà nghe nói được chuyện này cô ấy là con gái của Vũ Thu Hàng, chẳng nhẽ Vũ Thu Hàng cũng nghe nói về việc này. Phi Phi, mọi việc là thế này, giữa anh và Long Diễm Lệ không có chuyện gì cả. Liễu Tuấn nắm chặt tay Nghiêm Phi, rất chân thành nói, Ừm, em tin anh, em luôn tin ở anh. Nghiêm Phi vui vẻ hơn một tí, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng dựa sát vào người Liễu Tuấn. Liễu Tuấn, sao hôm nay anh lại đến thăm em? Chấm 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 chấm. Cục ngoại thương thành phố Đại Ninh, Vũ Viện Viện nhìn Liễu Tuấn đứng trước mặt, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Ai da, cậu đến thật đúng lúc, tôi đang buồn bực lắm đây, chẳng có ai nói chuyện với tôi cả. Đồng sự trong phòng làm việc của Vũ Viện Viện ai cũng đều hé miệng cười trộn, không phải chẳng ai nói chuyện với cô ta, thực ra là tiếp chuyện không nổi. Tình tình đại tiểu thư Vũ hay nói nhiều, không khiến cho nước bọt cậu khô thì quyết không bỏ qua, ngay cả Lý Nha nội tử hoành tiên sinh, mặc dù đã nói chuyện cùng với Vũ đại tiểu thư, mà cũng không dám gây hấn những đồng sự kia nhìn thấy liễu tuấn trong lòng đều cảm thấy thương xót nhìn người đẹp trai như thế kia hình như cũng không ngu làm sao lại đến để vũ đại tiểu thư ngược đãi ý sao cậu lại không nói gì thế sao thế ai khiến cậu tức giận à thấy liễu tuấn nghiêm mặt không nói một tiếng nào chỉ nhìn mình vũ viện viện có chút hoảng cũng không biết vì sao thời gian quen biết giữa cô ấy với liễu tuấn càng dài thì càng có chút kinh sợ liễu tuấn có vẻ ngay cả đối với anh trai rất giống Vũ Thu Hàng, Vũ Chính Hiên, Vũ Đại Tiểu Thư cũng chưa từng có cảm giác kinh sợ như thế này bao giờ. Ánh mắt của người này hình như có một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu tâm can của ngươi. Cô đi ra đây một chút, Liễu Tuấn lãnh đạm nói một câu, quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Vũ Viện Viện ngay ra một lúc, rồi ngoan ngoãn đi theo sau. Hai người bọn họ vừa đi ra khỏi phòng, các cán bộ trong cục ngoại thương mắt nhắm mắt mở, hết sức kinh ngạc không ngờ được vũ đại tiểu thư làm mưa làm gió này lại có lúc ngoan ngoãn nghe lời như thế này người này là ai đây Ê, rốt cuộc là có chuyện gì đây đi đến một bên của hành lang xung quanh không có người vũ viện viện lại hỏi lần nữa có chút khó hiểu hỏi việc gì mà cô phải hỏi tôi à liễu tuấn lãnh đạm nói ấy cậu là nói đến chuyện ở trường thủy lợi vũ viện viện bỗng thấy chột dạ thực ra sau khi cô ấy nhìn không được kể cho nghiêm phi nghe thì cũng đã hết sức hối hận Nghiêm Phi thuần khiết vô cùng như thế, điều này nếu gây ra sóng gió gì trong tình cảm giữa Nghiêm Phi và Liễu Tuấn thì hết sức rắc rối. Võ viện viện mặc dù lơ đến nhưng cũng biết, hôn nhân giữa hai người bọn họ không chỉ là việc giữa hai thanh niên, có lúc cũng liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nói đi, là thế nào? Liễu Tuấn vẫn lãnh đạm nói, ừm, um, chính là việc này ở nhà tôi nghe từ bố tôi. Vũ viện viện vừa nói vừa nhìn trộm sắc mặt của Liễu Tuấn, nghe bố cô nói, Liễu Tuấn bỗng ngây ra, ừm. Um, bố tôi thấy việc này rất kỳ lạ miệng luôn nói tên tiểu từ này không phải là người như thế sao tự nhiên lại vô liêm sĩ như thế cơ chứ liễu tuấn gật đầu trên mặt không hề sợ hãi xem ra vũ thu hàng đúng là nghe thấy chuyện này rồi viện viện tôi nói cho cô biết về sau những việc như thế này bất kể là thật hay giả cô không được nói cho nghiêm phi cô ấy không phải là người phức tạp như thế trong xã hội nghe thấy điều gì cũng đều cho là thật hiểu chưa liễu tuấn dặn dò cũng không hề nghiêm ngặt gì. Ồ, tôi biết rồi, thực ra, tôi cũng không tin đó là sự thật. Liễu Tuấn liếc cô ấy một cái, cậu thử nghĩ xem, ai mà có được người con gái như Nghiêm Phi, thì liệu còn có muốn để ý đến người con gái khác nữa không? Liễu Tuấn bèn cười, không ngờ Vũ Đại Tiểu Thư bắt đầu nịnh nọt, câu nói này lọt vào tai, thật khiến người ta vui vẻ. Trong lúc đang nói chuyện thì Lý Tử Hoành vội vã chạy đến, chấm 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 chấm. Liễu Tuấn, việc này... Phó tỉnh trưởng quan đã nhúng tay vào rồi, trong phòng bao của khách sạn Thu Thủy, Trình Tân Kiến nhăn nhó mặt mày nói với Liễu Tuấn, người tụ hội ở đây, ngoài Trình Tân Kiên, Tiếu Võ, Tiếu Kiếm, Vương Bác Siêu ra thì còn có thêm Trần Hoài Nghĩa, là con trai của Trần Lập Hữu, làm lái xe tại văn phòng Đại Ninh của huyện Hướng Dương, tuy nhiên là biên chế cán bộ, không, là biên chế công chức. Liễu Tuấn đã đồng ý với Trần Lập Hữu để ý đến con trai ông ấy, cũng chỉ có một mình cậu ta với mấy người tân kiến là quen mặt. Trần Hoài Nghĩa tuổi còn trẻ, nói không nhiều lắm, nhưng rất có năng lực, Liễu Tuấn cũng khá là thích cậu ta. Nghe nói Quang Minh Kiệt bỗng dưng cũng nhúng ta vào chuyện này, Liễu Tuấn đang đưa tay ra gấp thức ăn thì bỗng khựng lại một lát sau đó mới gấp một cánh gà để vào đĩa của mình. Tin tức gì thế? Tên Kinh Lương đó là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi, là cháu ngoại của Phó Tỉnh Trưởng Quang, cháu ruột, cháu ruột, là con trai của chị cả của Phó Tỉnh Trưởng Quang. Trình Tân Kiến rất hiểu rõ nội tình, việc này trước mặt Liễu Tuấn, cậu ta có thể vỗ ngực, bây giờ không làm được, hiển nhiên phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Chương 450, Phó tỉnh trưởng quan nhúng tay vào rồi. Kinh vô ý bây giờ thế nào rồi? Liễu Tuấn hỏi, đang nằm trong bệnh viên, răng rụng gần hết, một miệng sưng phù lên như đầu lợn, tình thính đích thân can dự vào, yêu đầu cầu tiên phải để hắn trị thương. Trình Tân Kiến cẩn thận nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cười cười, nói: "Hai cái tác ấy quả thực đánh hơi mạnh, phải chữa thương là đúng rồi, cũng phải chủ nghĩa nhân đạo tí." "Tiền viện phí tôi trả rồi, Tuấn thiếu." Trình Tân Kiến muốn nói rồi lại thôi, "Nói đi, mọi việc không đơn giản như thế đâu, bên bọn họ định tố cáo cậu vì cố ý gây thương tích cho người khác. Nói cậu trêu chọc nữ sinh trong trường, kinh vô ý ngăn cản, cậu ra cây đánh người, trường đại học Thủy Lợi đã báo cảnh sát ở đồn công an trên đường Nông Lâm rồi." yêu cầu nghiêm trị hung thủ đánh người. Tôi nghe nói vậy, Trình Tân Kiến vừa lại dừng lại, Liễu Tuấn không vui vẻ gì liếc cậu ta, làm sao mà nói dài dòng thế, ai, nghe nói bên bọn họ nói ra, nếu cơ quan công an thành phố Đại Ninh không thể chấp hành pháp luật theo lễ công bằng, bọn họ sẽ tổ chức giáo viên công chức của trường đến chính quyền tỉnh Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh Thỉnh Nguyện, bỗng dưng trong gian phòng đó lặng ngắt như tờ, nói như vậy là muốn tôi đến đồn công an để lấy khẩu cung. Phối hợp điều tra, Liễu Tuấn lãnh đạm hỏi, Trình Tân Kiến rất gượng gạo, lắp bắp nói, theo trình tự, thì nên như thế. Liễu Tuấn cười, phối hợp cơ quan công an phá án là nghĩa vụ mỗi công dân phải thực hiện. Không thành vấn đề, tôi sẽ đến đồn công an khai báo. Liễu Tuấn bưng cốc lên uống một hớp, rượu mau đài như lửa đốt vào tận ít hầu. Tôi thấy, mấu chốt của việc này là nhân chứng và chứng từ, đặc biệt là chứng từ của Long Diễm Lệ rất quan trọng, Tiếu Kim bỗng nói chen vào. Vương Bác Siêu và Tiếu Vũ đều là đổi nghề giữa chừng, trong đây ngoài trình tân kiến ra, kể đến Tiếu Kiếm thời gian theo ngành cảnh sát là lâu nhất, kinh nghiệm phong phú nhất. Hơn nữa cậu ta tốt nghiệp trường công an, điểm này, ngay cả trình tân kiến cũng không bằng. Lương Quốc Cường vốn có ý để cậu ta đến đội cảnh sát hình sự, sau đó Trình Tân Kiến thấy được sự dũng võ anh dũng của cậu ta nên giữ ở lại đội trị an. Trình Tân Kiến và những người khác liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Kinh vô ý đã được ra, sự an toàn của Long Diễm Lệ không đảm bảo được, cơ quan công an phải có cách nào đó chứ." Liễu Tuấn cười nói, Trình Tân Kiên gãi đầu, cười nói, "Đúng là thế." Liễu Tuấn lại nhấp một hớp rượu Mao Đài, hương rượu thơm cay nồng trong miệng Liễu Tuấn, vừa nuốt xuống, ngực bụng đã như một ngọn lửa thiêu đốt, ánh mắt cũng như bị ngọn lửa này thiêu đốt. "Ha ha, Quang Minh Kiệt đã xuất bài không theo quy tắc, chúng cũng phải tiếp chiêu." Nếu không phó tỉnh trưởng quan không tìm được đối thủ, chẳng phải rất chán hay sao? Trình Tân Kiến và một vài người tinh thần đều rất phấn chấn, Tuấn Thiếu lần này đã tác chiến ra lệnh, có vẻ từ khi bọn họ theo Liễu Tuấn đến nay, vẫn chưa có một lần nào bị đánh bại. Tiểu Tuấn, có chuyện gì thế? Trên tầng 3 viện thường ủy tỉnh ủy, trong thư phòng của Nghiêm Ngọc Thành lại châm trà rót nước, từng điếu thuốc lại được châm lên, cũng không có chuyện gì lớn. Liễu Tuấn cười cười, tự châm thuốc cho mình, mắt hiếp lại, chỉ là một tên con nhà giàu, bình thường hiếp đám học sinh, làm việc xấu xa, vừa hay là gặp cháu, cháu đánh cho hai cái tác, rạc ấy hơi nặng một chút nên hắn rụng gần hết răng, thần thái của Liễu Tuấn khá nhẹ nhàng, nói hết mọi chuyện ra, Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tuấn tài hai mắt nhìn nhau, tiểu tử này trước đây trước mặt bọn họ rất cẩu thoái, chỉ những người vì lợi ích nào đó mà lấy lòng người khác, ở đây dịch giả xin phép được để âm hán việc, một người là bố ruột, một người là bố vợ, phải lấy lòng nhiều hơn nữa cũng là việc nên làm, chẳng có gì là lạ nhưng bây giờ liễu tuấn có phần khác trước trước đây chủ yếu là nhân vật tham mưu nói cách khác cũng chỉ là một trợ tá cấp cao tuy nhiên giờ lại giống như là có chủ kiến của chính mình không hề báo cáo xin chỉ thị từ bọn họ chỉ là kể lại sự việc xảy ra có vẻ về việc xử trí sau này của việc này cậu ta đã có sẵn rồi vậy thì sự thật tên kinh vô ý này phạm tội đã điều tra rõ ràng chưa liễu tấn hỏi đây cũng là một trong những mấu chốt của vấn đề liễu tấn tài nói thẳng vào chủ đề vẫn chưa, tỉnh thính có người đích thân xuất diện can thiệp, yêu cầu đầu tiên phải để hắn trị thương. Liễu Tuấn nói, Liễu Tấn Tài gật đầu, mặc dù hai vị đã trịnh trọng đích thân hỏi việc này, chứng tỏ đã có người báo cho bọn họ tính nghiêm trọng của vấn đề. Kinh vô ý là cháu ngoại đích tôn của Phó tỉnh trưởng Quang Minh Kiệt, mối quan hệ này chắc là trọng điểm của báo cáo. Quang Minh Kiệt là đại tướng Trương Hệ, Bạch Dương đang ở huyện Ninh Bắc phối hợp với Khải Thiếu Nhã, thư ký tiền nhiệm của ông ta, nghe nói cũng là bằng mặt chứ không bằng lòng. Bành Thiếu Hùng vì vị trí bí thư huyện ủy mà bản thân mơ ước lâu nay mà buồn bực không thôi, hiển nhiên sẽ không thành tâm thành ý phối hợp với Bạch Dương. Bây giờ Quang Minh Kiệt lại đối mặt với cha con Liễu Tấn Tài. Nghiêm Ngọc Thành hừ một tiếng, nói, trị thương thì là trị thường, điều tra là điều tra, hai việc khác nhau, làm sao tỉnh thính lại nhúng tay vào cơ chứ. Liễu Tuấn cười nói, cháu nhất định sẽ truyền chỉ thị của nghiêm bí thư tới Cục Công an thành phố Đại Ninh và lãnh đạo phòng công an lớn biết. Nghiêm Ngọc Thành trừng mắt một cái, biết nhìn cậu ta, hỏi, việc tiếp theo cháu định xử trí thế nào? Liễu Tuấn vất vất tay, nói, lấy sự thực làm căn cứ, lấy pháp luật để trừng trị, ai phạm tội gì thì bị xử lý theo tội đó. Nếu Kinh vô ý phạm tội chết, thì đáng xử bắn, không nói là quan minh kiệt, ông trời cũng không thể cứu nổi hắn. Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài hơi sững sờ, ánh mắt thước thước nhìn Liễu Tuấn, nghe câu nói đằng đằng sát khí này, hai người bọn họ cũng hiểu rõ ý chỉ quyết đấu của Liễu Tuấn đang dâng lên. Liễu Tuấn lại bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, bác Nghiêm, bố, hai người cứ yên tâm, việc này con sẽ xử trí ổn thỏa. Liễu Tấn Tài dù là bố của Liễu Tuấn, nhưng trong lòng cũng có chút không yên tâm, Nghiêm Ngọc Thành mỉm cười, xua tay, nhìn cậu ta một cách đầy tin tưởng, Liễu Tấn Tài đã hiểu ý của ông ấy để cho tiểu tử này khổ trước, xem cậu ta có đủ nhẫn nại không. Đối đầu với cánh tay đắc lực của trương quang minh thì cũng phải có bản lĩnh. Dù sao việc này cũng nằm trong tầm mắt của hai người bọn họ, làm không tốt thì ra tay cũng chưa muộn. vũ viện viện nhanh miệng nhanh miệng, không những nói việc này cho nghiêm phi mà cũng nói cả cho hà mộng doanh. vũ thu hàng làm việc tại thành phố nam phương nhiều năm, con cái của hai nhà cũng qua lại mật thiết với nhau. tuổi tác của vũ ngu ngu và hà mộng doanh tuy chênh lệch khá nhiều nhưng mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt mặc dù cô ấy không biết mối quan hệ thân mật giữa hà mộng doanh và liễu tuấn nhưng cũng biết hà lão gia và hà trường trinh cũng rất coi trọng liễu tuấn trước mắt tình hình đối với liễu tuấn không có lợi lắm mà tình hình lại còn được thông báo cho cả hà mộng doanh hà mộng doanh biết được tin này liền đáp chuyến bay tới thành phố đại ninh trong ngôi nhà xinh đẹp yên tĩnh ở huyện đại ninh hai cơ thể tràn đầy sức sống của liễu tuấn và hà mộng doanh đang cuốn lấy nhau cuộc chiến dữ dội diễn ra rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, Liễu Tuấn vẫn như trước, gặp mặt nhau đầu tiên là ăn thịt người, sau đó mới kể chuyện khác, tất nhiên là như thế, Hà Mộng Doanh vốn muốn dễ cực Liễu Tuấn, nguyên nhân là lúc Vũ Lâu Noãn nói chuyện với cô ấy, miêu ta rất mập mờ mối quan hệ giữa Liễu Tuấn và nữ sinh xinh đẹp kia của trường Thủy Lợi, Hà Mộng Doanh tin đó là thật. Trong lòng mặc dù đối với việc Liễu Tuấn đi đến đâu cũng lưu tình hận đến nỗi nghiến răng, mà vừa nghe đối thủ là phó tỉnh trưởng mà trương quang minh ủng hộ lập tức bỏ nổi thống hận tấy sang một bên nhanh chóng chạy đến đây cô ấy không thể tha cho kẻ nào khiến cho liễu tuấn khó chịu không ngờ nghe liễu tuấn nói mọi việc hoàn toàn không phải như vậy liễu tuấn nghe những từ ngữ này nhất thời rất khó chịu nhéo hà mộng doanh một cái tức giận nói nếu không em tưởng là thế nào cứ tưởng anh nhìn thấy gái đẹp là thế à hà mộng doanh nhẹ nhẹ nói quan gia nhẹ một chút liễu tuấn liền quay người đi mỗi lần đến thời điểm quan trọng hà mộng doanh đều có mặt bên cậu ta tình ý này cũng khiến cho liễu tuấn cảm động người con gái này đối với cậu ta thật là tốt đừng loạn lên thế từ từ rồi nói hà mộng doanh cực kỳ hoảng sợ vội vàng con người lại cười cười cầu xin tha thứ có gì mà phải từ từ nói việc nhỏ nhặt thế này người ta không chịu thua liễu tuấn cười cậu có vẻ rất chắc chắn hà mộng doanh nửa tin nửa ngờ Giao tình giữa hai nhà Hà Trương mặc dù không mật thiết như hai nhà Hà Vũ, đối với năng lực của Trương Quang Minh, Hà Mộng Doanh cũng biết, Quang Minh kiệt này mặc dù là người Trương Quang Minh coi trọng, bản thân cũng là phó tỉnh trưởng vị cao quyền trọng, e là không dễ dàng đối phí, vừa nghe tình hình Liễu Tuấn nói, thủ đoạn của đối phương cũng rất được, hơn nữa không nói tổ chức giao viên công chức đi thỉnh nguyện chính quyền tỉnh, sẽ gây nên ảnh hưởng ác liệt thế nào, thì thái độ của phòng công an tỉnh cũng đã khiến cho người khác buồn bực giờ phút quan trọng cấp bách vũ thu hàng sẽ đứng về bên trương quang minh điều này xuất phát từ nhu cầu liên minh chính trị liễu tuấn cười thản nhiên nói mấu chốt là kinh vô ý bản thân không là gì bọn họ không có lý gì hà mộng doanh áp sát vào ngực liễu tuấn cúi đầu suy nghĩ một lát hình như lý này nhưng là bên chú vũ việc này làm lớn lên e là không hay ho gì mọi người sau này gặp mặt sẽ khá gượng gạo nếu không chỉ nói với bố một tiếng bảo bố gọi điện cho chú vũ Liễu Tuấn nhẹ nhàng vuốt má cô ấy, cười, lắc đầu, không cần thiết. Không có gì phức tạp cả, chuyện nhỏ, Hà Mộng Doanh có chút lo lắng. Ê, cậu đừng có mà xem thường chú Vũ và Trương Quang Minh, hai người này không phải dễ chơi đâu, tôi cũng chẳng phải dễ bắt nạt. Liễu Tuấn châm điếu thuốc, điệu bộ rất tùy ý, thật là không cần không, Hà Mộng Doanh nửa tin nửa ngờ. Liễu Tuấn cười ha ha, em xem anh là biệt ngộ không à? Đánh nhau với yêu quái. Đánh không lại thì tự băng bó, lại đánh không lại thì tìm phụ huynh à. Điều này có giống nhau đâu. Hà Mộng Doanh nhìn cậu ta, cười một cái, cảm thấy người đàn ông nhỏ này cũng có lúc cứng rắn. Ở chỗ chú Vũ, anh sẽ tự đi nói với chú ấy. Hà Mộng Doanh không khỏi ngây ngẩn cả người. Liễu Tuấn đến nhà chú Vũ, không hề hẹn trước mà cứ thế mà đến. Vì bành thấy cậu ta, thần sắc có chút gượng gạo. Tin tức ở trường Thủy Lợi, Liễu Tuấn ghen tuông, ẩu đã với con trai phí hiệu trưởng sớm đã truyền đến ngay cả vũ noãn noãn cũng biết dì bành chắc chắn cũng có nghe nói việc này dì bành không tiện nói vào một bên là thông gia tương lai một bên là đồng minh chính trị vũ thu hàng quả thức cũng không biết phải điều hòa thế nào tiểu tuấn đến ấy à ngồi đi dì bành vẫn rất nhiệt tình bắt chuyện với liễu tuấn lại vừa rót trà vừa gọt hoa quả dì à chú vũ đâu ạ à? chú ấy vẫn chưa đi làm về ạ à. đi làm về rồi đi làm về rồi đang ở trong thư phòng lão vũ tiểu tuấn đến này đến đây đi một lát sau vũ thu hàng từ thư phòng trên lầu đi xuống mắt đảo qua một lượt nhìn liễu tuấn một cái vô tình rồi nói liễu tuấn nhìn dì bành cười cười đứng dậy lên lầu tiểu tuấn dì bành ở đằng sau lại gọi một tiếng liễu tuấn quay đầu lại nhìn dì bành từng tính tình chú vũ cháu không tốt cho lắm chú ý một chút đừng tranh cãi với chú ấy dì bành dặn dò một câu vâng cháu biết rồi dì cứ yên tâm Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu đáp lại, đi vào thư phòng, Vũ Thu Hàng ngồi thẳng trên ghê sô ép pha, mặt trầm ngâm, Liễu Tuấn bước tới trước mặt ông ấy, chào hỏi một tiếng, ngồi đi, Liễu Tuấn bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiểu tử, cháu gây khó dễ cho chú rồi, Vũ Thu Hàng cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, Liễu Tuấn cười, nói, chú Vũ, không có gì là khó dễ cả, tất cả là theo pháp luật là làm thôi, theo trình tự pháp luật, cháu phải đến đồn công an tiếp nhận điều tra. Chú Vũ yên tâm, đồng chí cảnh sát sở công an, nếu truyền gọi cháu, cháu nhất định sẽ phối hợp điều tra. Hôm nay cháu đến đây là muốn nói rõ với chú Vũ hai việc, cháu nói đi. Vũ Thu Hàng trừng mắt nhìn cậu ta, Liễu Tuấn không hề kinh sợ, chậm rãi nói, thứ nhất, chuyện này, hoàn toàn xử lý theo trình tự pháp luật là cách tốt nhất. Thứ hai, xin chú Vũ chuyển lời tới phó tỉnh trưởng quan, một tên kinh vô ý, thêm một tên kinh lương, không đáng để ông ấy mạo hiểm đồng tử của vũ thu hàng bỗng dưng co rút lại